Tại sao? Không tốt con khỉ. Ngày xưa ta có bò giao tay, ta uống cả thế giới luôn. Bò hút number one, xì tinh, trà sữa, uống hết luôn. Cái gì? Đúng là ta cũng uống như pháp luôn. Tại vì ta làm việc đến ngày tao đẻ mà cái tới uống như. Hả? Hôi em bé đâu hôi thơm phức à. Mới tắm sữa tắm nha mất mới hôi. Hả? Khô hả? Nghe, mới nghe người ta đồn lung tung hết trơn má ơi, có bình thường à. Nó giỡn chứ, mình ăn uống cái gì nó cũng không có ảnh hưởng cái gì hết trơn á. Trời ơi sao mà hôm nay mình like trễ quá. Mấy chị ơi em buồn quá. Em like trễ quá. Đồ về nhiều quá trời. Đồ về nhiều quá trời luôn mấy chị ơi. Rồi chị nào đang xem được live stream mấy chị chấm bài lên với Hoàng đi mấy chị ơi. Đồ về quá trời quá đất luôn. Cái mặt chành bành chà bá luôn đây nè. Mà bây giờ thì mới live stream được mấy chị ơi. Đồ về quá trời luôn. Trời đất ơi. Rồi các chị chia sẻ live stream lên với Hoàng nha. Chị nào xem được live stream mấy chị chia sẻ live stream để Hoàng xem thử là đông người xem live stream thì Hoàng xả lớn cho mấy chị. Với lại đồ về quá trời luôn. Mà bây giờ bung mẫu ra mấy chị ít quá là mấy chị nhớ chia sẻ live stream mạnh với Hoàng nha. Bây giờ mà ít quá mà mình xả như thế này là bung mẫu hết luôn á. Rồi các chị ơi chia sẻ live stream lên nha. Rồi mấy chị ơi, buồn ghê mấy chị ơi. Biết sao không? À, người ta chốt đơn quá trời á, nhưng mà alo người ta không nghe máy mấy chị ơi. Alo không nghe máy thì làm răng mà bán đây hè. Alo không thấy nghe máy răng bán ta ơi, buồn kinh mấy chị ơi. Ê Nguyễn Định này sao vụt ra đây nè, chính xác nè. Khách ghé nè. Thấy chết người chưa? Khách ghé nè. Bây giờ phải lưu ý đây là khách ghé này. Thả ra tru cho bà tới là cái cô Nguyễn Định lần trước mà tới mà đợt có mấy hai bé kia làm mà bỏ quên của cô một cái áo sọc nữa nhớ không? Cô hỏi đúng không? Đây nè, đây là Nguyễn Định khách ghé nè. Coi trong tin nhắn này biết liền tin nhắn hồi nãy cô mới nhắn đó. Đó, cái đó cái chừng khách ghé. Lan Ngọc này là hai bộ. Nói chung là có khách ghé, có khách ship. Mấy chị mà ghé thì là mình nhớ là em lấy cái bút em ghi luôn. Khi mà chị nói ghé em lấy cái bút lông em ghi nên cái bị là ghé. Hoặc là mình có một cái khu vực để mình vứt riêng khách ghé ra. Rồi mấy chị ơi chia sẻ live stream lên giúp Hoài nha. Mấy cái bộ này là của khách mà không đủ đơn nên Hoài bán rẻ mấy chị luôn nè. Hai bộ 45 ngàn luôn mấy chị ơi. Còn chốt được cho hai ba chị nữa là xong. Hai bộ 45 ngàn. Rồi mấy chị chốt lên giúp Hoài hai bộ này 45 nè. Rồi đất. Hai bộ 45 ngàn mấy chị chốt đơn đi với Hoàng dưới 60kg mang vừa nha. Đẹp xuất sắc luôn, thu lạnh này hết rồi là hết luôn, không bao giờ có nữa mấy chị ơi, đẹp lắm. Rồi chị nào lái chốt đi với Hoàng là hai bộ thu lạnh 45 ngàn. Form là 40kg, 60-62kg là vô tư nha. 40kg đến 60-62kg là vô tư. Rồi mấy chị chốt đi với Hoàng là hai bộ thu lạnh nha. Là 45 ngàn, trời ơi vừa bán vừa tặng luôn á mấy chị. Vừa bán vừa tặng luôn, Hoàng nói thiệt cái đồ thu lạnh này là hiếm có hàng lắm. Khăn tắm còn em ơi, khăn tắm là chị sale là khăn tắm là chị sale là 37 ngàn cái khăn tắm ha. Rồi hai bộ thun lạnh ok quế trăm. Rồi thun lạnh này đẹp lắm Hoàng nói thật luôn á. Thun lạnh mà làm gì có giá này, hết rồi là hết luôn. Mai sau muốn mua nữa không bao giờ có nữa mấy chị ơi, Hoàng nói thiệt luôn á. Hai bộ thun lạnh nha, 45 ngàn của khách không đủ đơn á. Buồn ghê, có phải lại nhớ là khách của khách ghé nè em nha. Cái chừng khách ghé mình lấy mình xả ra nó thật kỹ mình chết tổ luôn. Rồi hai bộ thun lạnh cho chị Lê Xuân Thủy. Khách mới á, mấy chị nhớ nha. À, mấy chị nhớ là đặt hàng á, khách ghé chị Lê Xuân Thủy là ghé nè. Bây giờ chị bày cho nè, khu vực ghé là em vứt cái chỗ máy quạt. Hiểu không? Cái khách ghé là em vứt cái chỗ máy quạt liền. Em phân loại ra luôn, vứt cái chỗ máy quạt hay là khỏi phân loại. Mình vứt khách ghé hết vô một đống. Là chút nữa mình biết cái khách đang khách ghé, kết thúc livestream xong mình lấy cái bị mình bỏ những người khách ghé vô. Đó, như là cái chị Lê Xuân Thủy này là khách ghé này. Tại vì chị nhìn cái livestream là chị biết chị Lê Xuân Thủy là khách ghé luôn á. Hai bộ 45 ngàn. Rồi trùm máy giặt là không có mấy chị ơi. Cái này nè còn 10 bàn chả đánh răng mấy chị. 10 cây bàn chả đánh răng này Hoàng bán hết rồi. Rồi bé thêm trần mua hộp bàn chả đánh răng không có. Mà khách này mua 10 cây chia ra cuối cùng alo không nghe máy luôn. 35 ngàn mấy chị chốt lên chứ Hoàng. 10 cây bàn chả đánh răng 35 ngàn nha. 10 cây bàn chải đánh răng là 35 ngàn mấy chị chốt lên giúp Hoàng. Rồi bây giờ cái này nữa mấy chị nè. Cái này là áo bé nha.
áo bé này Hoàng tri ân cho các chị là giá là 5.000 đồng cho một chiếc áo bé. Chị nào lấy áo bé 5.000, mấy chị comment cho Hoàng là áo bé 5.000. Nhưng mà nhớ là áo bé này á, là nó cỡ tầm là 17-18kg trở lại thôi, 10-12kg trở lên, 17-18kg trở lại. Cái áo này lúc trước Hoàng nhập vô 15.000, Hoàng thề luôn. Mà bây giờ nó sót kho lại thì Hoàng tri ân mấy chị luôn. Chị nào lấy bé chốt Hoàng bé nha, nó sẽ cỡ tầm là 10kg nha, cho đến cỡ tầm 17-18kg thôi, 5.000 một cái. Chị nào muốn mua áo bé thì lấy, tại vì số lượng đang có 7-8 cái gì đó, 10 cái mười mấy cái, chị nào muốn lấy chốt nha. Rồi ok, Thông Thị Phương Loan sáng mai qua lấy rồi ok. Hợi Trần là có hai bộ thun lạnh. Hợi Trần là khách cũ hả ta? Hợi Trần này là khách túc ngoài Bắc nè. Khách này á hả chị ơi, chị ở túc ngoài Bắc là xa lắm. Xa lắm á thì chị phải cọc. Em mới đi hàng nha. Chị ok là kết thúc livestream cọc giúp em ha, tại vì ở xa mấy chị ở khu vực phía Bắc là mấy chị phải cọc em mới dám gửi nha. Đồng ý thì là bây giờ em chốt hàng. Xong xíu nữa kết thúc livestream, bây giờ chị nhắn cho em đi. Kết thúc livestream là chị cọc giúp em cạc Viettel 50 hoặc là 100 gì đó thì bên em đi hàng cho. Ok chưa? Bây giờ áo bé là mấy chị chốt đi giúp Hoàng là áo bé 5.000 nha. Tại vì nói chung là nó chỉ có một kiểu thôi. Tại vì nó có cái chỗ này cho nên nó sẽ được free size nha. Do là nó có cái nhúng này mọi người nè. Nó có cái nhúng nè, một free size. Lúc trước em nhập vô là thiệt mấy chị luôn là em bán 35.000 á. Nhưng mà bây giờ còn một hai cái thì em tri ân mấy chị cho dọn về cho sạch sẽ kho luôn nha. Bây giờ em chốt mấy chị nè. Rồi thứ nhất là Thanh Hồng có một bé. Bé 5.000 Thanh Hồng ok nha. Rồi áo bé là Quế Trâm ok luôn. Rồi hai cái áo bé là Nguyễn Trâm này là ghé hay là sao em ơi? Nguyễn Trâm này là ghé hay sao để chị báo nhân viên nó bỏ ra khu vực ghé chứ không nó lộn xộn hết. Cô Tâm là hai cái áo ok. Cô Tâm ơi, con có báo đơn qua tin nhắn cho cô rồi đó. Rồi xíu nữa con dồn đơn nha, xíu nữa con dồn đơn cô mua gì rồi cô kiểm tra đơn giúp con nha. Ok đi hàng, áo bé Tươi Hoàng có. Áo bé chị Nhiên Huỳnh có, áo bé Loan Trúc có nha. Rồi ok, chị Duyên Võ Thị là em cũng báo đơn qua Messenger rồi chị, xíu nữa là chị kiểm tra đơn em dồn đi hàng luôn nha. Rồi ok, Nguyễn Trâm là mấy chị ơi, cái này có một kiểu lấy đâu không giống nhau, y chang y đúc luôn, có một kiểu à. Tại vì hàng này á là mấy chị biết không, hàng này á là do em đặt, em lúc đó là em đặt nói chung là lúc đó là em có một cái gọi là một cái đơn vị nó đặt em là đồng phục, em đặt như thế này mà nó chẳng giống nhau, có một chất vải và cũng một kiểu thôi, không có khác nha. Rồi mấy chị chốt đi giúp Hoàng nha, áo bé là Phước Hiệp là khách mới, là cho Hoàng số điện thoại địa chỉ nha. Rồi Hợi Trần là xíu nữa cọc 50 ok nha. Rồi cái Nguyễn Trâm này là ghé em bỏ qua khách ghé nha. Rồi áo bé dồn đơn hôm qua luôn nha chị. Phước Hiệp hình như đơn hôm qua không biết có còn không em ơi, tra thử phần mềm thử là Phước Hiệp còn đơn không, chứ thường nữa là khách mới. Phước Hiệp em coi thử mua cái gì á, có còn ở khu vực mà mình chưa xả thì mình lấy lại cho khách ha. Mấy chị ơi nhớ là lưu ý giúp em là khách mới á, là bên em á cứ một livestream là chốt đơn, tại vì khách mới là em không giữ, cho mấy chị ráng là lựa đầu xuôi đuôi lọt, mà mình ráng mình lựa đủ 100.000 cho em đi hàng. Nếu như chứ còn qua ngày hôm sau là thường là nhân viên nó tự xả luôn, em không biểu tụi thì tụi nó cũng soạn xả mất tiêu luôn. Giờ chị nào muốn lấy áo bé nữa thì chốt, nó sẽ là free size từ 40kg nha, 40kg cho em bị không, từ 10kg cho đến 18kg mang vừa, 10kg đến 18kg mang vừa nha, 5.000 cái thôi, vừa bán vừa tặng mấy chị chơi vui. Rồi ok chưa, em có 10 cái bàn chải đánh răng nha. Chị nào muốn lấy chốt em là 10 bàn chải đánh răng là giá là 35.000. 10 bàn chải đánh răng là giá 35.000 thôi mấy chị nha. Chỉ còn đúng 10 cái bàn chải đánh răng thôi. Bộ bò này là còn đúng một bộ hả? Bộ bò này, bò bò kem nè. Rồi mấy chị ơi cho em xin một lượt chia sẻ livestream nha. Bộ bò kem này giờ em tri ân mấy chị là giá là 30.000 luôn. Bò kem là 30.000 nha. Bộ bò kem này tri ân mấy chị là giá 30.000 luôn. Form là 40kg, 57kg mặt vừa. Còn body không chị? Còn nha Hoàng Nguyễn ơi. Rồi body nhà Hoàng nhiều loại lắm mấy chị. Bộ này là 30.000 nha. Bộ 30.000 ok cho Như Ý Đặng nè. Hàng này là của khách không đủ đơn nên Hoàng xả ra mấy chị ơi. Với lại nhiều khách alo là không thấy nghe máy. Bộ bò này mình còn sót bộ nào không dung rờm ơi. Cái này là bộ các hàng này là số 4 nè. Các hàng này số 4 mà mình còn có một bộ số 4 hay sao ta? À, Dung ơi, kêu chị Thảo vô phụ đi, hoặc là chị Mai vô phụ để một bé nữa thôi, xíu xíu nữa mới nữa được. Cái bộ các hàng này nè, một bà bé kho vô đây, bộ các hàng này số 4 nè. Màu hàng còn một mình màu hồng hay sao ta? Màu hồng này 60kg mang vừa mấy chị nè. Bộ hoàng mặt có bán mấy chị ơi, bộ hoàng mặt có 45.000 thôi. Mới về thêm nha, chị nào thích bộ hoàng mặt thì mấy chị chờ xíu, hàng mới về nha. Rồi bộ các hàng này là số 4. Thảo ơi, cái các hàng này mình còn có bộ số 4 này thôi hả, xả ra đây hả? Bộ các hàng này giờ xả mấy chị là 30.000 luôn. Số 4 là được 60kg mặt vừa nha. Còn đúng một bộ đây là em xả luôn. Nói chung là 60 hoặc hơn 60 cũng được, tại vì chất các hàng mấy chị nhìn nè hả? Bộ hồng này hàng xem mấy chị là 30.000 nha. Cho chị số điện thoại để chị cọc hả? Rồi ok chị đợi em xíu em ghim số điện thoại em luôn nha.
ghi số điện thoại em đó hả. Rồi ok mấy chị ơi, shop mình đã thứ nhất là em không cho xem hàng này, em sẽ ghi nha, không cho xem hàng này. Số hotline của em là 0975 này 539 này 479 này mấy chị nha. Mấy chị nè, không cho xem hàng, số điện thoại của em với mấy chị nha. Em chỉ có dùng một số duy nhất thôi, mấy chị khỏi sợ nhầm lẫn với ai đi. Em chỉ dùng đúng một số điện thoại duy nhất mấy chị nha. Rồi bây giờ cái bộ màu hồng này là 30.000, ok cho cô Tâm nè ha. Rồi số điện thoại của em đó mấy chị ơi ha, shop mình là em không cho xem hàng nha mấy chị im nha. Chị nào sợ thì là mấy chị đừng đặt hàng giúp em nha. Chứ không là đặt hàng rồi đến khi em hủy cũng được, nhưng mà nó mệt lắm á. À đu, đây nè, cái bộ lập thể này hồi nãy cái chị kia chốt thì không có nè. Mà cái chị này là sao ta? Cái chị này thì lại không đủ đơn. Trời ơi là trời, thiệt tình luôn. Rồi mấy chị nè, hồi nãy có một cái chị nào đó lên đơn là có cái bộ lập thể này mà chị cũng không nhớ ai luôn. Hello Nga Nguyễn, bây giờ không nhớ ai hết thiệt sự. Nhiều khi mấy chị biết không, nhiều khi cái bộ lập thể xanh này nè cũng được có hai bộ chốt cho hai chị ở trên, mấy chị ở dưới cũng comment nhưng mà không được, mà giờ cũng không biết ai không được luôn. Rồi bây giờ em bán lại luôn nè, cái bộ lập thể màu xanh và màu tím nha, họ xe cho mấy chị luôn là giá là 40.000 luôn nha, cho đất luôn. Cái form này là 60-62 ký mấy chị mặc được. Rồi em xả cho mấy chị là giá 40.000. Mấy chị chốt đi giúp Hoàng là lập thể màu xanh 40.000, lập thể màu tím 40.000 nha. 60-62 ký trở lại mặc vừa, 62 ký trở lại mấy chị mặc vừa nha. 62 ký là mấy chị trở lại mặc vừa, ok luôn. Rồi chị nào lái chốt đi giúp Hoàng là 40.000 một bộ nha. 40.000 một bộ, Hoàng xả luôn cho mấy bà 40.000. Rồi ok nè, 40.000 một bộ mấy chị lái chốt đi giúp Hoàng nha. Màu xanh ok cho bà Kim Phụng nè, màu xanh là cho bà Kim Phụng một bộ này, mấy chị ráng lựa đủ đơn giúp Hoàng nha. Rồi chị nào lấy mình chốt đi giúp Hoàng, ví dụ như không đủ đơn là hôm sau mình phải vào mua tiếp liền, chứ để lâu thì tất nhiên là phải xả mấy chị. Rồi chị nào lấy chốt đi giúp Hoàng là lập thể màu tím, cái này là Hoàng mặc vừa, cái áo nói chung là Hoàng cũng mặc vừa luôn, 70 ký nha. Rồi ok nè, màu tím này là cho cô Tâm nè. Cái rồi Hoàng còn một bộ các hàng màu này là màu cam nữa nè, bán mấy chị 30.000 luôn, các hàng mà bán 30.000 là muốn khùng luôn mấy chị. Rồi còn bộ màu cam bán 30.000, các hàng dài nha mà bán 30.000. Form này 60-62 ký mặc được, tri ân đầu livestream cho mấy chị là giá 30.000. Chị nào lấy chốt Hoàng là bộ ha, bộ các hàng 30.000 nha. Các hàng 30.000 mấy chị chốt đơn đi với Hoàng. Số 4 là số bự nhất á, số 4 là số bự nhất á. Ok này, màu cam 30 là ok cho Kim Phụng nè. Màu cam ok cho cô Tâm một bộ nè. Nè, hai người hai bộ là hết nha. Là hết cái bộ này nè mấy chị ơi. Hết nha. Trời ơi là trời, cái gì vậy bà, thì chết đau khổ dễ sợ bà ơi. Rồi mấy chị ơi, bộ đùi nè, hai bộ đùi 45.000 còn đây nữa mấy chị nè. Hai đùi 45 mấy chị ơi, hai bộ đùi 45.000 còn đây nữa nè. Cái nội nằm này mình còn không hay là của khách em xả ra thôi, biết rồi, nhưng mà cái này là còn ở kho mình có còn không, sao xả quá trời vậy, cái này ở kho mình có còn không vậy. Rồi mấy chị, hai bộ đùi là giá 45.000 luôn, xả luôn mấy chị nha. Hai bộ đùi thun lạnh AT 45.000, cái này em bao mấy chị đi nhập sĩ cũng không được luôn. Hai bộ đùi AT xả 45.000, em xả cho đất mẫu luôn, trời em ghét quá trời quá đất luôn. Cái này là 60-62 ký trở lại mặc được nha. Em bán cái mẫu càng ngày em càng xả luôn, có đồ mới về nhiều lắm. Đùi Trần Thủy Tiết Mai ok nè, ok Trần Thủy Tiết Mai nè. Đùi này mình còn không Dung hả, còn nhiêu đây là hết hả. Rồi ok, hai bộ đùi cho bà Kim Phụng nè, hai bộ đùi cho bà Kim Phụng ok nè. Rồi còn hết lùi rồi, hết luôn nha. Rồi hết đùi rồi đúng không, đó là hết rồi đúng không. Này là mình xả của khách ra chứ làm gì còn. Rồi cái bộ bò lửng này nè, bò trắng này nè, bán luôn cho mấy chị luôn. Thế độ thì cái chất 39.000 mà giờ sale luôn 30.000 luôn. Bò trắng 30.000 mấy chị chốt đơn đi với Hoàng. Bò trắng này là bộ ngố nha, đẹp lắm. Hoàng nói thật mấy chị chứ, quá xuất sắc luôn. Cái này là từ 35 kg mấy chị cho đến 56-57 kg mặc vừa, đồ Hoàng đang mặc là đang có luôn nha. Hai bộ đùi hả, cô Tâm cũng comment hai bộ đùi mà hình như hai bộ đùi bị hết rồi sao, coi cái góc kia xả thử có còn không thôi. Bò trắng mấy chị dưới 56-57 kg mặc vừa, em xem mấy chị là 30.000 luôn. Ok, hai bộ đùi cho cô Tâm nè, đúng rồi, đây nè, của khách mấy chị nè. Ai không đủ thì mình xả ra mình bán cho người khác nha. 10 Nguyễn Thị là cái chị này là cũng là khách ghê, khách nước mình bán luôn, nhưng mà không biết nữa, Nguyễn Thị 10 đó hả. Em tra comment chưa? Rồi ok này, thôi xả luôn cho cô Tâm luôn. Bò trắng ok, Lê Xuân Thủy có luôn. Bò trắng ok cho Quế Trâm luôn. Rồi mấy chị ơi, bây giờ em cũng không biết nữa, nhân viên nó xả tơi tả hết á, nên mấy chị ráng mấy chị lựa đủ đơn thì khỏi bị xả, chứ giờ em cũng không nhớ ai luôn, trời ơi. Bò trắng ok luôn. Em là thiệt sự là em không nhớ luôn á, mấy đứa nó xả ra em thấy. Rồi chị cảm ơn Trúc Hương Kiều nha, cảm ơn Trúc Hương Kiều. Ok, bộ bò trắng là cho chị Nhiên Huỳnh nè, 30.000 bộ luôn mấy chị ơi. 30.000 bộ luôn nha, em xả luôn mấy chị ơi. Em xả luôn 30.000 bộ nha mấy chị ơi.
Ủa chị Diệu Trang Phạm là chị không đủ đơn hả? Rồi mấy chị ơi, cái này mấy chị nè, sữa rửa mặt đô nha, sữa rửa mặt đô hàng nhập khẩu mấy chị ơi. Rồi hàng tri ân cho mấy chị là giá là 15.000 một tí. Đây là sữa rửa mặt đô hàng nhập khẩu, giá bán ngoài thị trường không dưới 45.000 tí. Hoàng tri ân mấy chị nha, tại vì hàng xả là của khách nên Hoàng bán đại luôn mấy chị. Cho nên là mấy chị cố gắng là hôm nay mình mua 1, 2, 3, 4 like thôi là đủ đơn. Chứ ví dụ như lâu quá thì em không thể nào giữ được, tại vì mỗi người một tấm nó tự động nó cũng lạc hết à. Rồi nhân viên nó xả chứ không phải là em nha. Ví dụ như mình kết rồi mình ráng mình mua cho đủ đơn. Rồi mấy chị chốt lại với Hoàng là sữa rửa mặt đô 15.000 nha, một tiết 15.000 nha. Ok, đô 15.000 nè. Cho Kim Phụng nè, lấy cô là 10 móc dán tường. Rồi ok cô Tâm, em ơi cho chị móc dán tường luôn. Đô là Huyền Trân, khách mới cho shop xin số điện thoại địa chỉ nha em ơi. Cái này là son dưỡng mấy chị này, Hoàng Tri ơi mấy chị là 12.000 cây son dưỡng luôn. 12.000 một thỏi son dưỡng, hàng này của Thái Lan nha. Son dưỡng này mấy chị, mùa này là kiểu như là mùa hè đó, môi mình nó hay bị hanh khô, đặc biệt là mấy chị biết không, môi mình mà bị thâm á, mấy chị xài son dưỡng một thời gian môi mình nó cải thiện luôn. Tại vì son dưỡng á, nó thường là tinh chất á, hả, mật ong hoặc là nha đam hoặc là đào, là những cái vitamin E đó, giúp cho cái môi mình nó sáng màu hơn và đặc biệt nó làm mềm. Son dưỡng 12 nha chị, mua lái chốt đi với Hoàng là son dưỡng 12.000. Bán son dưỡng này cũng cực lắm luôn á. Son dưỡng 12 ok cho cô Tâm này. Chị nào lấy son dưỡng rồi mấy chị chốt đi với Hoàng là son dưỡng nha. Áo khoác chống nắng thì 55.000 một tiếng, hình như chị còn áo khoác chống nắng một tiếng còn hay sao, cho Nga một cái. Ok ok Nga. Rồi mấy chị nè, bộ lập thể nha, son dưỡng ok cho chị Diễm Xưa Hà. Ok chị. Rồi mấy chị, cái móc dán cường lực này nè, xịn lắm. Ngày hôm nay hình như em còn được 100 cái móc nữa, em tri ân được chắc mấy chị nữa là hết. Móc dán cường lực nha mấy chị nha. Cái này mà mấy chị mà dán lên á, mà nó đã dính rồi thì nó sẽ chịu lực được 5kg luôn. Đây 10 cái móc dán này tri ân mấy chị 12.000. 10 móc dán nha mấy chị, 12.000, chưa bao giờ em bán giá này luôn, em thề luôn. Rồi mấy chị chốt đi giúp em, mấy chị về nè, mấy chị dán trong nhà tắm nè, mấy chị treo bông tắm nè, mấy chị treo quần treo áo đã cực kỳ luôn, dán nhà bếp nè, treo đồ lau tay nè, treo nói chung là treo muỗng, treo gì treo thích lắm. Rồi 10 móc dán là giá 12.000 nha mấy chị nha. Rồi em xả luôn cho mấy chị. Em ơi em lấy cái dạ, bút em ghi lên đây 12.000 trên. Chứ vì hôm nay chị bán giá sale á, mai mi không nhớ được, mi hỏi tao tao cũng nhớ luôn á. Rồi ok Diễm Xưa Hà. Khoác đỏ sau chị hả? Rồi ok khoác đỏ đâu ta? Ờ ok em. Rồi chị nào lấy móc dán mấy chị comment lên dưới Hoàng là móc dán 12.000 nha. Rồi ok là cho Kim Phụng nè. Chị Trang Lê này là hình như là bạn với chị Liên nè. Bạn với chị Liên đúng không chị ơi? Rồi cái khoác đỏ này thì Hoàng sale là 40.000. Áo khoác dù nha, 40 chốt đơn lên dưới Hoàng. Dù hai lớp chốt lên dưới Hoàng nè mấy chị ơi. Cái này là hôm nay em xả hết mấy chị, tại em live stream hơi muộn á em xả hết. Rồi chị nào lấy mình chốt lên giúp em nha. Khoác đỏ này là 40.000. Khoác đỏ là ok cho Nguyễn Tuân nè, 40.000 nè. Rồi còn bộ lập thể màu tím nữa nè. Ủa chi đó ta? À bộ lập thể nhờ chị Liên hay Hoàng ghé lấy nha. À dạ rồi ok chị Trang Lê. Móc dán cho chị Lê Thị Ngân, cho chị số điện thoại để chị cọc ở dưới đó chị. Em có ghi ở dưới đó chị. Thứ nhất là em ghi ở dưới mấy chị thấy là chữ Hoàng My đang ghi không? Không cho xem hàng số điện thoại của em kế bên đó mấy chị. Em chỉ có xài đúng một số duy nhất số điện thoại em kế dưới đó mấy chị. Em xài cái số đó mười mấy năm rồi mấy chị thấy số thần tài không? Em mua nhiều tiền lắm á, 539479 thấy không? Em có xài một số duy nhất thôi. À mấy chị chốt đi giúp Hoàng là bộ tím nha, Hoàng xả luôn mấy chị 40.000 luôn. Bộ tím lập thể này là tay dài, cỡ 60-62kg trở lại, 40kg trở lên rất là đẹp. Mấy chị cứ tin em đi, em tư vấn không bao giờ sai số ký đâu mấy chị ha. Mình cứ nghe tư vấn là chắc chắn mấy chị mặc rất là ok luôn ha. Chất này là nó là chất thun 3D cao cấp, em xả mấy chị là 40.000 luôn ha. Bộ này 65 em xả 40 luôn á. Rồi bộ tím ok, bà Kim Phụng là 40.000 nè. Bộ tím cho bà Kim Phụng 40.000. Cái này em xả hết là tại vì khách không có đủ đơn, em xả cha nó đi cho nó gọn đi. Rồi mấy chị nè, bộ loan màu này mấy chị ơi, cái bộ này là đẹp xuất sắc luôn. Form này là 57-58kg trở lại, 58 á, 57-58kg trở lại là ok. Một cái set bộ như với chị, mấy chị nè, đó set bộ như vậy nè, kiểu như là áo sát nách kiểu như vậy nè. Rồi quần là có túi luôn mấy chị, set này trước Hoàng bán 55.000. Giòn xe mấy chị là cái set loan này, mấy chị comment cho em là set loan 30.000 thôi. Quần là có túi, ở dưới là nó bo ống, nói chung là đẹp xuất sắc luôn. Mấy chị sẽ bắt gặp cái set này ngoài thị trường, người ta bán rất là nhiều, người ta treo như vậy nè, có áo người ta treo cái bên luôn. Rồi mấy chị này chốt lại giúp em nha, set loan 57-58 cái trở lại mặc vừa giá 30.000 à. Rồi chốt lại giúp em, chị Diễm Xưa Hà là chị thêm 10 móc ok, cái set 30 là cho chị Thúy Hằng ok chị nha. Rồi cái set 30 mấy chị, set loan là mình còn không Thảo ơi?
set loan ok cho Như ý, đặt một set nữa nha, 30.000 luôn, em xả hết cho mấy chị 30.000, mấy chị chốt này với em. Set loan cho My Hoàng, khách mới hả chị? Khách mới hay khách cũ? Khách mới mấy chị cho em số điện thoại địa chỉ nha. Khách cũ thì thôi, set loan này là ok cho Lan Nguyễn. Em chốt đại để cho em biết có hay không luôn. Nhân viên đang đi tìm hàng mà em cứ chốt khi thế nữa. Không biết đường mấy chị ơi. Ô đù cái gì vậy trời? Mấy chị ơi, cái chi lạ anh ta. Sao cái bộ loan này á, cái bộ đùi này vẫn còn đúng một màu cam thôi hả? Bộ em mặc có chị ơi, 45.000 xíu nữa em sale đó là lụa, lụa hàng satin gì đó đẹp lắm, hàng này em vừa mới về thêm. Ôi mấy chị ơi, em bây giờ em tự nhiên em nhìn qua, em thấy là em sót mấy bộ thun lạnh á, mờ răng một màu cam không à. Chị nào lấy thì em chốt cho mấy chị là giá là 23.000 bộ luôn nha. Bộ này là mấy chị là 40kg đến 62kg là mặc vô tư. 40-62kg là mấy chị mặc vô tư nha. Ôi trời ơi, cái gì kỳ cục vậy mấy chị. 40-62 là mấy chị mặc thoải mái thun lạnh bộ đùi nha. 40-62kg mấy chị mặc thoải mái 23.000 bộ. Bộ đùi thun lạnh nha. Mấy chị chốt em là cam 23.000. Tại giờ nó còn có một màu thì em bán đại bán thí luôn. Trần Thị Mai Tuyết ok chị. Ma, My Hoàng này khách ghé lấy em nha. Ghé bỏ qua khu vực ghé đi. Chị nào lấy cam chốt Hoàng là bộ cam nha. Ô mấy chị, bộ cam 23.000 nè. Trời ơi, gì đâu quá trời, tiếc ghê lắm luôn á, thun lạnh là em tiếc lắm á, em mà khi mà em xả là em tiếc bất rù. Nhưng mà bây giờ nó còn có mấy bộ một màu răng bán thí luôn. Màu cam là 23 nha, màu cam chị Nguyễn Huyền ok. Màu cam là cho bé Thanh Dung ok, cái đồ này là thun lạnh mấy chị ơi. Rẻ nhất ngoài chợ nó bán cũng 55.000 bộ, em nó thiệt rẻ nhất đó. Rồi chị nào lái chốt đi giúp em bộ cam nha, cho em xem bộ hoa sau lưng chị hả? Bộ hoa hả? À đúng rồi, bộ hoa là kiểu Hoàng đang mặc. Cam này ok, Ngọc Hà khách mới cho Hoàng số điện thoại địa chỉ nha. Bom này là 40kg 62, nói chung là 65 cũng được nhưng đừng có lùn là mặt nó bình thường. Tại vì thun lạnh nó có co giãn luôn. Nè tự nhiên ế một màu cam không thì giờ sao? Thì bán đại luôn chứ sao? Nó lỗ cái cha đi, ha, chứ nó lỗ ghê lắm á nha. Một bộ đồ mà bán cái gì tào lao. Rồi mấy chị chấm bài lại giúp em. Rồi khách mới chưa cho em thông tin số điện thoại địa chỉ mấy chị chốt nha. Rồi ok ok Ngọc Hà. Rồi nhắn tin liền đi em, nhắn tin xong rồi ra lựa tiếp em. Chứ không xíu nữa các em lựa xong em quên cha nhắn tin. Rồi mấy chị này, một cái khoác đỏ này nha, xem mấy chị 40.000 luôn. Khoác đỏ này cô có bộ cam chưa hả? Hình như lúc nãy là cô chốt hai bộ đùi 45 là trong đó có một bộ cam, một bộ đỏ rồi cô. Rồi chị nào lấy chốt đi giúp em. Chị nào lấy mấy chị comment đi giúp em là khoác đỏ này 40.000, khoác này là khác của bán Nguyễn Xuân hồi nãy này. Cái này là vừa có nó mà dây kéo. Rồi chị nào lấy chốt đi giúp Hoàng là khoác đỏ. Form này là 65, 67, nói chung là bao nhiêu ký cũng mặc vừa hết á. Rồi mấy chị chốt đi giúp Hoàng là xả 40.000 luôn. Dù rất tiếc nhưng cũng đành xả luôn. Chị nào lái chốt đi giúp Hoàng là khoác đỏ 40.000 nha. Khoác đỏ 40.000. À Dung Dung, bây giờ đưa cho chị cái mẫu này nè. Cái mẫu mà thu mua này nè. Khoác đỏ 40.000 ok chị gắm Nguyễn. Thảo Thảo đứng dậy cho chị cái mẫu bộ sọc này nè. Xả luôn cái bộ sọc này nè. Trời ơi hôm nay chơi lớn một bữa thêm thử có ai cầm trồ không. Bộ sọc này mấy chị ơi em xả luôn nha. Mấy chị chờ em xíu, đồ nhiều lắm, em vừa mới về mấy ngàn đồ lận. Mấy chị cứ yên tâm đi. Rồi bây giờ mấy chị ơi, cái mẫu này Hoàng hôm nay Hoàng sẽ bán rẻ cho mấy chị đi. Thôi chốt cho mấy chị hai bộ xương xương cho mấy chị dễ mặc ha. Hai bộ nha là 49.000 đi, hai bộ 49.000. Hai bộ sập là 49.000 mấy chị ơi, chị nào chưa mua mình mua đi. Em nói cái đồ này là mặc siêu vô cùng sướng luôn. Hôm này tới 65 67 kg vô tư mấy chị nha. Tại vì Hoàng 70 71 kg Hoàng cũng đang mặc bình thường. Siêu co giãn đừng có sợ rộng. Từ dưới 50 đến 50 kg trở lên, 65 67 kg trở lại mặc vừa mấy chị chốt đi giúp Hoàng. Bộ sập nha. Hai bộ sập như vậy là 49.000, hai bộ sập nha. Rồi mấy chị có thể là chốt màu cũng được. Ở đây Hoàng có là sọc trắng, sọc đen, beo xanh nha, mặc mát lắm thiệt luôn á. Cái này nè mấy chị 49.000 hai bộ luôn nha. Vậy bây giờ Hoàng cho mấy chị mua hai bộ cũng được. Rồi bộ beo xanh nè, rồi bộ sọc trắng, bộ sọc đen nè, rồi bộ hoa hồng. Đó, nói chung là bình thường là Hoàng bán 100.000 bốn bộ á. Nhưng mà bây giờ Hoàng còn ít á thì kệ nó tách ra. Ví dụ như giờ mình bán một người bốn bộ thì mấy người kia họ muốn mua thì họ lại không có đồ. Cho nên là thôi Hoàng sẽ bán cho mấy chị là 100, á quên, hai bộ là 50.000 thôi. Cho mấy chị mua hai bộ này rồi mình có tiền mình mua thêm hai bộ khác. Siêu đẹp nha. Trời ơi mấy chị ơi, không bao giờ có lần thứ hai và không có đồ 75kg chị ơi. Hai sọc xám với xanh hả? Sọc xám với xanh là cái nào đâu đủ Ngọc Dung. Rồi mấy chị chốt đi giúp Hoàng, cái này là bông hoa hồng nè mấy chị nè. Chị nào lấy hoa hồng mấy chị comment hoa hồng nha. Chị nào lấy beo xanh mấy chị comment cho Hoàng là beo xanh nha. Chị nào lấy sọc trắng comment cho Hoàng là sọc trắng. Rồi chị nào lấy sọc đen thì chốt Hoàng sọc đen. Còn cỡ 20 bộ cuối cùng nữa cho 2 vi nữa là hết hàng mấy chị. Cho nên là Hoàng đáng lẽ là Hoàng bán là 100.000 bốn bộ thì là sợ người khác không có mua nên Hoàng chia nhỏ ra cho mấy chị. Cho mấy chị mặc cho dễ thiệt chung á.
hai bộ sọc ok cho bà bé Thanh Dung. À quên lộn, Đỗ Ngọc Dung. Ok, Đỗ Ngọc Dung này, hai sọc này, sọc trắng với lại sọc và đen này. Ok, Đỗ Ngọc Dung này. Mấy chị chốt em hai bộ nha, hai bộ là 49.000. Em bình thường em bán là 100.000 là bốn bộ á. Nhưng mà nay em deal mấy chị là hai bộ là 49.000, mấy chị chốt em nha, một bộ sọc đen, một bộ beo xanh. Ok cho chị, ok cho chị Hoàng Thị Thu Hoa này. Rồi chị nào lái chốt đi giúp em. Ok cho chị Hoàng Thị Thu Hoa. Mấy chị chốt đi giúp em là hai bộ nha. Hai bộ là 49.000 mấy chị nha. Quá trời đẹp luôn. Cái đồ này em nói thật với chị chứ ai mua xong họ cũng khen hết trơn á. Nó vừa rẻ mà nó vừa mát nữa mà nó vừa sướng luôn. Hai bộ sọc trắng đen ok Lan Nguyễn luôn. Lan Nguyễn là cũng sọc trắng với sọc đen luôn. Mà còn đúng được có 2 ri thôi. Bây giờ mà bán hết cho một chị thì mấy chị kia không có nên là hoàn tất ra cho mấy chị luôn. Cái này là mấy chị béo là mua đi. Mấy chị nào mà trên 60kg là hai mua. Hai hồng, hai beo Thúy Thủy Vũ hả? Ok này, hai bộ beo này với hai bộ hồng hả? Chị chỉ lấy beo với hồng thôi đúng không? Ok chị. Rồi khách mới à, khách cho số điện thoại rồi. Ok chị. Một nói chung là 98.000 là mấy chị được 4 bộ này. Mấy bữa em bán 100.000 4 bộ luôn á. Hai bộ mẫu em mặc nhắc lại. Xíu nữa em like rồi mới lựa chị ơi, xíu nữa em like mới lựa chứ cái đó em chưa có like chị, cái mẫu đó em chưa like, nhân viên nó đang cụ kiểm ở phía dưới á. Rồi mấy chị nè, ha chị nào lấy nữa thì báo em nha. Cái này em mặc cũng dễ thương ghê lắm á. Em có mấy bộ như vậy luôn mà. Em là màu đen này em có nhiều lắm luôn nè. Màu đen này mình em tới 3-4 bộ luôn nè. Nói chung là em màu đen này là em nhiều lắm. Mấy chị nhớ nha, cái này là từ 50kg cho đến mấy chị là 65kg mặc vừa. Mấy chị chốt lên giúp em là hai bộ 49.000 được phép lựa màu. Em có sọc trắng, sọc đen, beo xanh, hoa hồng. Nói mấy chị ưng mẫu nào thì mấy chị mà lựa mẫu đó. Nói chung mấy chị thích cái gì mấy chị lựa cái đó, em không có bắt buộc nha. Còn là em cho mấy chị lựa em chẳng khó khăn gì hết trơn á. Rồi tiếp tục là em có một cái bộ này nó lọt lột lộn vô nè. Đó là sọc xanh. Lộn lộn vô là sọc xanh nha. Có một bộ sọc xanh nó lộn lộn vô. Hai sọc đen luôn hả Thủy Vũ. Vậy là tổng số 6 bộ nha. Tổng số là 6 bộ. Beo hồng hả, lựa giúp em hai bộ mấy chị nhá nè. Lựa hai bộ nha, mới được giá 49.000. Coi thử cái ri khác mình có cái beo không Dung, beo hồng không. Rồi em có một cái bộ này lộn vô trong cái ri đó luôn là sọc xanh nha. Sọc xanh, chốt hai bộ Hoàng mới chốt với chị nha. Chốt một bộ là không chốt được. Chốt một bộ là không chốt được. Sọc xanh ok cho Thủy Vũ nè. Đó mấy chị nha. Rồi cho chị ri khác đi Dung. Cho chị ri khác thử nó có cái beo hồng hay có cái gì không. Mấy chị nhớ chốt cho Hoàng nha. Sọc đen và sọc xanh. Hiếu, hiếu hả? Sọc đen và sọc xanh. Không biết là sọc xanh hình như Hoàng thấy có bộ chứ mấy. Sọc xanh thấy nữa không em? Sọc xanh còn hả? Rồi ok chốt cho Hiếu Hiếu nha. 4 khăn tắm lớn ok cho Trúc Hương Kiều. Hiếu Hiếu hả? Hiếu Hiếu ok. Hiếu Hiếu là sọc đen với sọc xanh nha. Rồi ok nè. Bộ sọc xanh và đen. Sọc xanh là sợ không còn đấy chứ. Beo xanh thì nhiều chứ sọc xanh chị sợ không còn đấy chứ. Nè beo này có một bộ beo hỏng lộ qua đây nữa má ơi. Sọc xanh sọc trắng. Ok nè Thanh Dung này, hoài sợ sọc xanh là nó không có ấy. Nhưng mà sọc xanh chỉ thấy có một hai bộ nó lộn đó thôi chứ nó không có. Có mình Hiếu Hiếu là có sọc xanh thôi nha. Thanh Dung em chọn mã khác nè. Rồi với lại Hợi Trần là chọn mã khác giúp hoài. Tại vì sọc xanh nó chỉ có một bộ sọc xanh thôi. Này có beo hồng mấy chị nè. Sọc xanh không có nữa mấy chị nha. Beo hồng nè, Hình Hương chốt được một bộ beo hồng luôn. Rồi Thanh Dung thì chốt được sọc trắng. Hợi Trần thì chốt được sọc đen. Mấy chị chọn mã khác giúp hoài nha. Đây nè, bộ này là beo nè. Beo màu hồng nha, sọc màu đen nha. Rồi beo hồng ok nè, cho Thanh Dung là beo hồng. Hai khăn tắm lớn ok chị Dưỡng Xưa Hà, 74.000 hai cái khăn tắm. Sọc trắng, sọc đen nha, với lại là beo xanh nha. Mấy chị chọn chọn lại giúp Hoàng ha, chọn ha. Beo hồng hai bộ ok cho Thị Phượng nè. Khăn ướt chị Hoàng Thị Thu Hòa nè. Mấy chị nè, giờ em tua lại mẫu nữa thôi. Em qua cái này nha, em mày quá cái này, em mày quá rồi. Để em lên đồ mới mấy chị, ôi chu cha đồ nhiều lắm mấy chị ơi. Cứ bình tĩnh mà lựa. Đây bây giờ em tua lại nè, cái này là beo hồng ok cho mấy chị. Cái này là beo xanh nè, ok cho mấy chị ơi. Beo xanh hờ tròn. Cái này là sọc trắng nè mấy chị yêu ơi. Rồi cái này là sọc đen ha. Bình thường là Hoàng bán 100.000 4 bộ mà không được lựa màu. Cứ nói chung là nhân viên nó bóc 4 bộ trăm. Mà hôm nay Hoàng thấy còn có 2 bộ 30 bộ thôi, cho mấy chị lựa cho nó vui. Vui lòng vậy thôi à. Mà không, bộ nào cũng đẹp với mấy chị thiệt sự. Nó đẹp và nó rẻ kinh khủng khiếp luôn. Em nói thiệt luôn á. Nếu như mà cho mấy chị 100.000 thì mấy chị đi may là cũng không đủ tiền luôn. Với lại một bộ hoa hồng nha, hoa màu hồng. Đó, rồi ok cho beo xanh Hình Hương đúng rồi. Rồi chị nào muốn lựa cái chi nữa thì mình chốt nha. Cứ hai bộ là 49.000. Chị nào mình muốn mua 4 bộ thì 98.000 thôi. Đây nè,
form là 48, 45kg cho đến 65. Cứ 45, 65 là ok con dê luôn mấy chị. Chất vải là thôi đỉnh luôn. Em bán cái này nó láo mấy chị, làm chị bán hơn 1.000 bộ rồi đó. Bán hơn 1.000 bộ. Trời ơi, mà lúc trước em cứ bán là lúc đầu về 100.000 ba bộ. Tại vì 35.000 bộ á, lần lần em sale một phát là tụt quần luôn á. Rồi chị nào lấy nữa thì chốt lại giúp em nha. Hoa màu hồng đó, sọc màu đen, sọc màu trắng, beo màu xanh, beo màu hồng. Rồi em qua cái mẫu này nha các chị yêu ơi. Qua nha, qua cho nó gọn đi ha. Chị nào muốn lấy nữa thì báo em. Hai beo hồng hả chị Thủy Vũ, ok chị. Hay là hoa hồng chị ơi. Chị còn khoác dù hôm lên lựa thêm. Beo xanh là hai bộ ok cho thị Phượng. Cái beo xanh nó cũng sang lắm mấy bà. Mà quan trọng nhất là cái beo đen. Xịt mũi là hết. Quan trọng nhất là cái bộ sọc đen. Chứ em nói lộn với chị, quan trọng nhất là cái bộ sọc đen. Mặt nhìn rất là ốm luôn. Mấy chị biết tại sao không? Hoa hồng nha, Thủy Vũ là hai bộ hồng là hoa hồng. Mấy chị này, cái sọc đen á, mà nếu như sọc ngang á thì nhìn mình rất là béo. Nhưng mà cái sọc đen mà lại sọc xuống này nè, nhìn rất là đỉnh luôn. Em bé thù lù luôn, nhưng mà em mặc cái sọc đen này vẫn rất là cưng luôn. Thêm bộ hoa màu hồng ok cho Đỗ Ngọc Dung nha. Mấy chị mua mẫu nào thì mua, đừng bỏ qua cái sọc đen này. Em nói thật, đẹp nhất trong tất cả những bộ này là bộ sọc đen, em cam kết luôn. Tại vì khi mình mặc lên nó màu đen á, nhìn nó rất là sáng da. Thứ hai nữa là cái sọc nó xuống xuống nha, nhìn cái người mình rất là thon luôn, nó rất là thon gọn. Mấy chị đừng qua bỏ qua cái mẫu sọc đen này nha. Mua bộ nào cũng được, nhớ mua một bộ này mặc cho đẹp. Rồi thôi bây giờ em qua mẫu này nha. Rồi xong nhiêu đó đó. Dung ơi, cái này mới về đằng sau. Cái này là mới về đằng sau. Cái này là lụa Hàn, giống y chang cái bộ Hoàng mặc luôn. Ngày trước Hoàng bán cái này một lần rồi, cái xong rồi cái mấy bà chê hết, nói chung là mua hết rồi. Còn cái màu này mấy bà chê là kiểu như nó hơi hơi sáng á, không lấy, không lấy, em để lại em mặc. Mà nó hết lâu rồi mà giờ nó mới về lại đây nè. Rồi ok, hoa màu hồng cho thị Phượng này, y chang như mẫu Hoàng mặc luôn, lụa Hàn mà cùng có túi Hoàng đang mặc số 5 luôn. Thì là cái bộ này số 5. Có, nói chung là mấy chị mà 70kg giống Hoàng á, mà đừng có lùn nha. Mấy chị coi tướng Hoàng này là mấy chị mặc vừa luôn, y chang luôn, Hoàng đang mặc số 5 luôn nè. Hoàng đang mặc số 5, ủa cái số đâu mất dép rồi đây nè. Hoàng đang mặc số 5 nè, mấy chị thấy chưa? Đây Hoàng đang mặc số 5 luôn, là đây nè, số 5 luôn nè. Đó, đây nha. Rồi Dung ơi, ra đằng sau lấy cho chị lụa Hàng đi. Cái này là 45.000 bộ, nó có số, quần có túi nha. Lụa này là kiểu như là lụa Latin, Satin gì đó. Nói chung là không bao giờ biết nhăn, biết xù là gì. Mà cái này là Hoàng mới về thêm. Tri Ân là 45.000 bộ nha. Đùi nhưng mà không phải là đùi, đùi mà không phải như của mấy đứa tuổi tinh nó ngắn đây đâu. Đùi mà nó cũng muốn chạm đầu gối luôn. Nói chung là mặc thoải mái luôn. Nó có số và nó có túi. 45.000 bộ nha, 45.000 một bộ. Nhưng mà nó nhiều họa tiết lắm, mà từ từ Hoàng cũng chưa biết màu gì, hàng mới về thêm á. Rồi để Hoàng kêu nhân viên lôi đây cho mấy chị lựa. Cái này là nó sẽ có số nha, số 1, số 2, số 3, số 4, số 5 gì đó Hoàng không biết. Mỗi số là sẽ một ký khác nhau. Đợi nhân viên nó tha lên ha. Tha lên xong rồi Hoàng sẽ like cho mấy chị lựa nha. Dư Thảo ơi, em mang giúp chị cái mẫu lụa hàng mà có số giống chị đang mặc lên đi. Rồi, để tại vì mới về á, chưa có biết số gì luôn á mấy chị, chưa biết số gì luôn. Cái này là gọi là hoa cúc đây ha. Cúc xanh đây nè, nói mới láo mấy chị làm chi. Nói về là y chang cái bộ tôi đang mặc luôn nè. Lần trước á mấy chị chê, lần trước mấy chị mua hết đúng không? Cái còn là cái bộ màu Hoàng đang mặc nè. Cái mấy chị chê, mấy chị không lấy, tại vì giờ nhập Terry nó về lại nè. Đó, là Hoàng lấy Hoàng mặc đây nè. Đây, là đó đó. Rồi bây giờ Hoàng chốt nha. Cái này mấy chị ơi, cái này mấy chị chốt em là cúc xanh ha. Cúc xanh nha, 45.000. Cúc xanh số 5 nha, em like số 5 trước. Rồi mấy chị nhỏ thì like số sau. Nói chung là cái số 5 này thì mình sẽ từ 60kg trở lên, 67, 68kg trở lại. Mấy chị chốt em là cúc xanh số 5 nha. Cúc xanh này số 5. Rồi mấy chị ơi, bây giờ Hoàng cũng chưa biết mẫu gì. Hoàng chứ giờ không có đứa này, hàng về chưa có soạn theo số. Số là thường là trong xưởng nó về là nó sẽ trộn tất cả các số trong một ri như vậy nè. Thì bây giờ Hoàng like, chị nào mình thích cái số nào cái mình chốt nha. Mình thích cái nào mình chốt cái đó, rồi xíu nữa mình lựa vòng vòng lại chứ Hoàng cũng không biết đường luôn á. Rồi chị nào lấy chốt đi với Hoàng là cúc xanh số 5 nha. Cúc xanh số 5 là ok cho Thi Anh này. Khách mới cho Hoàng số điện thoại địa chỉ nha chị ơi. Khách mới cho Hoàng số điện thoại địa chỉ nè, 45.000 nè. Mấy chị nhớ lựa giúp em nha, nhớ lựa giùm em nha. Chứ em là bây giờ chị nào dặn em lấy em cũng chả biết cái bộ nào em lấy đâu. Rồi cái bộ giống y chang em mặc nè. Em coi thử số mấy nha. Bộ y chang em mặc mà số 4 mấy chị ơi. Bộ y chang như Hoàng mặc mà số 4, mấy chị comment cho Hoàng là xanh 4 đi. Xanh 4 nha. Xanh 4 này thì 65, 67 ký mặc vừa. Em ghé shop lấy nha chị. Thi Anh là ghé shop rồi ok. Rồi mấy chị chốt lên giúp Hoàng nha. Cái này mấy chị comment cho Hoàng là xanh 4. Giống y như Hoàng mặc mà nó nhỏ hơn tí xỉu, tí siêu nha. Y chang luôn nè. Ok, xanh 4 cho bà bé Thanh Dung nè. Giờ Hoàng không biết đường mấy chị nha. Giờ tháo ra từng bộ đi, không biết đường. Khi nó mới về chưa có ai phân ra trơn. Tiếp tục cái bộ này số 4 nè. Hoa hồng số 4 mấy chị ơi.
Hoa hồng số 4 mấy chị chốt lên đây. Ôi bộ hoa hồng này dễ thương quá à. 65kg mà thoải mái luôn Dung ha. Mà hàng này nó may trần đáy cho trời ơi. Mà lụa satin má ơi. Cái này mà vào shop người ta bán là trăm mấy chục ngàn bộ, chứ không phải như shop mình là 45 nha. Em thề, em thề thiệt. Rồi ok bà bé Thanh Dung này hồng 4 này. Bà bé Thanh Dung là hồng 4 ok nè. Một cái ri này số 4, số 3 những lộn xộn ni hết trơn á. Số 5 trong ni luôn, Hoàng cũng biết đường nha. Thì nói chung là mình lựa được cái mẫu nào đó mình lựa. Rồi mấy chị chốt Hoàng là xám số 4 này. Xám số 4 nha, chị nào lấy chốt Hoàng là xám 4. Xám 4 chắc chắn là 65, 67kg cũng vừa nữa. Nói chung là một số nó cách nhau có ít chà. Đây nè, cái quần chà bá luôn nè. Mà không vừa nữa là em cũng thua luôn. Xám số 4 mấy chị chốt đơn lên giúp Hoàng. Xám số 4 ok cho Thủy Vũ nè. Rồi em qua cái này là số này là số 3. Cái màu trắng này là trắng 3 là vải đuổi má ơi. Sao lọt vô đây hay vậy. Trắng 3 mấy chị chốt đi giúp Hoàng là trắng 3 nha. Đồ đẹp kinh đó Dung ha. Ha. Trắng 3 là 65kg trở lại mặc vừa mấy chị ơi. 3 mà 65kg cũng mặc vừa này. Hoàng thử cho mấy bà coi đi nha. Rồi thấy vậy thôi, nhưng mà đồ này thì mình mặc rộng rãi nó sướng hơn. Nè số 3 nha mấy chị nha. Trắng số 3 mấy chị chốt đi giúp Hoàng. Nè Hoàng cầm thử cho mấy chị xem. Rồi trắng số 3 nha, nhưng mà đồ bộ thì mình phải mặc cho nó có độ rộng rãi. Trắng số 3 mấy chị chốt đi giúp Hoàng. Trắng 3 này ha, đây trắng 3 mấy chị thấy dễ thương kinh khủng khiếp không. Nói chung là dưới 65kg là mặc được. Ui chung mà ơi, mà quần có túi nha, đẹp nhất cái rách nha, không lái thì thôi. Hoa hồng 4 cho mình hả, em không biết chị ơi. Cái này là trắng 3 ok cho Thu Hằng. Em like mẫu nào mấy chị lựa mẫu đó nha, chứ em cũng muốn cho mấy chị lắm luôn á. Bán mà có người mua mừng muốn xỉu, nhưng mà bây giờ em đâu có biết cái mẫu đó ở đâu. Rồi bên đây em phải lắc. Nói chung là thường thường á, hàng về á, thì nhân viên nó sẽ phân theo số em mới like. Mà bây giờ hàng về nhiều quá, mấy đứa đang chuyển hàng không đứa nào phụ em luôn á. Rồi cái này tiếp tục mấy chị này xanh 4 nha. Xanh 4 mấy chị này, xanh này xanh ngọc nha. Xanh 4 chị nào lấy chốt em. 4 này là chắc chắn 65kg là ok. Xanh số 4 nè. Xanh ngọc số 4 nè mấy chị nè. Đó thấy chưa. Xanh ngọc số 4 chốt lên giúp Hoàng mấy chị ơi. Rồi ok Thu Hằng nha. Ủa Thu Hằng ngày hôm qua có đơn hay sao mà chốt à. Ok rồi mấy chị nè, xanh ngọc số 4 nha, 45.000 mấy chị ơi, vải lụa nha, xanh ngọc ok cho Đỗ Ngọc Dung nè, 45.000 nè, 45.000. Ê màu trắng số 3 hồi còn bộ nè, trùng lại nè, màu trắng số 3 hồi nãy chị nào chưa lấy thì chốt lên giúp Hoàng, 45.000 chốt đơn nha, 45.000 mấy chị ơi, trắng số 3 nha, chị nào lấy trắng 3 chốt trắng 3, đơn bữa giờ chị hả, rồi ok, Thu Hằng là đơn bữa giờ em à. Rồi mấy chị này vàng số 4 luôn, 45.000 nha, giống y như cái mẫu Hoàng đang mặc cái này á, khác gì đâu. Rồi là một mẫu đó luôn á. Rồi vàng 4 chị nào lái chốt lên giúp Hoàng là vàng 4, quần là có túi, trời cái chất nó mướt mượt mượt luôn. Cái chất mà nó mượt hơn cái da mặt mình luôn á. Vàng 4 chốt đơn lên giúp Hoàng mấy chị nha. Vàng 4 chị nào lái comment lên giúp em. Vàng 4 ok cho Thủy Vũ nè. Chị ơi khách mới mà nếu như chị lựa nhiều quá đó, chị mua mặt hay là chị mua bán á, nếu như chị lựa nhiều quá là xíu nữa chị quay ra ngoài chị cọc giúp em rồi xong vô lựa tiếp nha. Nếu như mà lựa nhiều quá, xác định lựa nhiều là mấy chị phải cọc giúp Hoàng, Hoàng mới cho lựa tiếp, chứ không mấy chị lựa cỡ tầm 10 bộ là hoàng hết cho cò lựa nữa à. Tại vì mấy chị biết sau khách mới á, mình lựa được cỡ nhiêu đó thôi à, nhiều hơn nữa là mấy chị phải cọc. Nói chung là sỉ là mấy chị phải cọc. Em có vàng 5 luôn mấy chị nè, 5 là giống y chị mặc luôn, phải để lại bộ mặt chứ, lô này lô cuối rồi, mót vét lắm mới còn. Đây mấy chị nè, em có vàng số 5 luôn. Chị cho mấy chị khách béo nhà em là chị coi lại livestream chị tiếc ghê lắm. Em live giờ này có nhiều chị không coi được mà khách em béo kinh lắm luôn á. Rồi mấy chị nè, chốt lên giúp em nha, vàng 5 mấy chị ơi. 5 là em đang mặc cái mẫu số 5 luôn, Hoàng đang mặc số 5 luôn nha. Vàng 5 45.000, Thủy Vũ vàng 5 ok. Chị ơi chị nhớ ra ngoài cặp giúp em đi chị, quay ra ngoài cặp giúp em xong vô lựa tiếp nha chị nha. Ra ngoài lựa cọc giúp em đi. Chị lựa nhiều thì chị cọc 1-200. Chị lựa nhiều nữa chị cọc 500. Rồi lựa thoải mái. Đen số 5 mấy chị chốt lên giúp Hoàng là đen 5, 45.000 nha. Số 5 này là mình giống như Hoàng đang mặc 60kg cho đến 70kg mặc vừa số 5. Đen 5 chốt lên giúp Hoàng là đen 5 nha. Xanh đen số 5 mấy chị ơi. Ok cho Thi Anh nè. Rồi ok cho Thi Anh nè. Mấy chị nhớ lựa nha. Bộ màu trắng này em có số 5 luôn mấy chị ơi. Bộ màu trắng này em có số 5 luôn. Nè màu trắng này có số 5 mấy chị, chừa lại bộ trắng mặc ha. Nhức nách thì cái chất. Bộ trắng là mặc rất sang luôn. Trời ơi vải đuổi luôn kìa má. Rồi chị nào lấy trắng 5 chốt em trắng 5 nha các chị ơi. Trắng 5. Trắng 5 ok chị Vân Võ. Trắng 5 cho Vân Võ nha. Ok chị. Bộ trắng 5 cho chị này là số 5 á mấy chị, là 60kg 70kg. Tại vì em 70kg em đang mặc số 5 đây chị. Mấy chị em có cái bộ này nè, hoa đen này là số 4. Mấy chị 65kg thì mấy chị lấy số 4 cũng được rồi. Rồi mấy chị chốt đi với bay 45.000 bộ nha, lụa hàng nha. Em nói không bao giờ có giá này, bao giá toàn quốc luôn. Rồi mấy chị chốt em là hoa màu đen số 4.
Hoa màu đen số 4 dưới 65kg là ok. Hoa đen số 4 này mấy chị nè. Hoa đen ok cho bà bán như ý đặng nè. Hoa đen ok cho như ý đặng nha. Rồi chị nào lái chốt đi giúp em. Em có hoa đen số 5 luôn mấy chị nè. Hoa đen này em có số 5 luôn. Mấy đứa nhân viên chưa phân số luôn mà. Mà hàng vừa mới về chưa có phân ra mà em đã like rồi là mấy chị biết rồi đó. Thấy mẫu đẹp quá, nóng lòng muốn like cho mấy chị luôn. Hoa đen số 5 mấy chị chốt em là hoa đen 5 nha. Chốt vậy cho khỏi lộn. Hoa đen 5 ok cho chị Trần Thị Thu Hòa. Ok cho chị Trần Thị Thu Hòa nè. Rồi mấy chị chốt ra giúp em là tím số 5 nè. Hàng này là em nói không bao giờ có nữa để mấy chị mua 45.000 hết. Rồi chị nào lấy chốt em là tím nè. Số 5. Số 5 là 6. Em đang mặc số 5 là mấy chị biết rồi. Thoải mái cuộc đời mà nó đẹp lắm. Ở ngoài nó rất đẹp và rất sang. Vải này đâu bao giờ biết nhăn biết xù là gì mấy chị. Chốt ra giúp em là tím số 5 nha. Tím 5 ok cho Như Ý Đặng nè. Tím 5 cho Như Ý Đặng có 45.000 bạc là rẻ lắm luôn á. Mấy chị quá trời rất rẻ luôn á. Tím 5 ok nè. Rồi tiếp tục mấy chị nè. Cái này là xanh ngọc số 5 luôn. Màu xanh ngọc số 5 nè. Xanh ngọc số 5 nha. Em ơi, ra cầm cho chị cái ri khác đi. Em còn bộ màu trắng số 5 nữa. Chị nào lái chốt này giúp em. Cái này là xanh ngọc số 5 nha. Mang hết cái hàng này vô đi em. Tại giờ mình chưa có biết số gì thì mình like hết qua một lượt cho mấy chị lựa cho đã. Em về được 7-80 bộ này là hết à. Xưởng còn nhiêu là hàng quét hết bấy nhiêu. Tính là về số 5 này là em để hết em mặc số 5 luôn á. Tại vì bình thường em bé như vậy em vô shop người ta đó. Em mua cái bộ này như vậy nè là trăm mấy chục nghìn không. Bây giờ mình bán có 45.000 thì mình chưa 10 bộ cũng có 450 chứ mấy. Em tính là nói nhân viên rồi để hết số 5 lại cho em mặc luôn á. Mình chơi vậy kỳ quá, ai chơi lại. Rồi Trần Xanh nè, Trần Sang Xanh Ngọc số 5 ok, 45.000 chị cho em số điện thoại địa chỉ mấy chị ơi. Khách mới mấy chị lên cho em địa chỉ ha. Rồi màu nâu số 5 mấy chị, ở dưới là em có ghim là thứ nhất là không cho xem hàng, thứ hai là số điện thoại của em đó mấy chị nha. Mấy chị nhớ lưu số điện thoại em lại khi em alo chốt đơn rồi mấy chị nghe máy giúp em. Màu nâu này số 5. Màu nâu này số 5 mấy chị chốt đi giúp em. Có 45.000 bộ thôi. Bán mà rẻ như cho luôn. Nâu ok cho Như Ý Đặng. Em nói thật không bao giờ có shop nào bán em bằng em hết đó. Mấy chị cứ đi tham khảo thoải mái. Thoải mái cuộc đời. Ai bán rẻ hơn mấy chị cứ mua ha em. Thiệt. Cái mẫu này mà ai bán mấy chị 45.000 mấy chị cứ mua thoải mái. Không bao giờ có ai bán hết á. Em vớt cú chót mà. Trời ơi sao nó. Sao mà nó cứng quá à. Rồi mấy chị đấm bài này giúp em nha. Bây giờ nó trên. Vải này không phải vải lanh đâu chị. Mấy cái này là satin mấy chị ơi. Lụa satin gì đó chứ không phải lanh đâu nha. Lụa satin gì chứ đâu phải lanh đâu. Lanh là tôn này len hả. Đâu có đâu, cái này đâu phải tôn này len đâu. Màu tím số 5 em còn bộ này mấy chị nè. Tím này đẹp quá không chị nào lấy là em chừa lại. Như cái bộ này lần trước mấy chị chê đó. Rồi em chừa lại em mặc cái xong 2-3 ngày sau á bán hết cái mẫu đó rồi em lấy mặc cái mấy chị lại hỏi. Rồi mấy chị nè, tím nè. Đó, em là số 5 là form của em mà. 60kg đến 70kg mặt số 5, 45.000 bạc bộ. Trời ơi rẻ như cho. Nguyễn Sáng ok, màu tím số 5 ok cho chị Hoàng Thị Thu Hòa. Màu tím số 5 ok chị Hoàng Thị Thu Hòa. Cái màu xanh ngọc số 5 này em còn bộ này mấy chị nè. Nó ở trong cái ri này em đâu có biết đâu. Tại vì một ri á là người ta tự trộn đủ màu. Nếu như mà em phân từ đầu em like cháu khỏe, khỏi phải đọc. Rồi chị nào lấy xanh ngọc số 5, không chị nào lấy là em sẽ lấy cái bộ này. Em lấy cái bộ này ha. Rồi chị nào lấy chốt em nha. Em like nhanh cái mẫu này. Em qua mẫu khác đồ mới về nhiều lắm mấy chị ơi. Xanh ngọc nha. Còn nha em ơi. Cọc rồi nha. Rồi ok Thủy Nguyễn MB Banh cọc 200 ngàn. Rồi ok Thủy Nguyễn Hoàng Thái rồi nha. Rồi ok chị lựa tẹt ra cho em ha. Mấy chị cọc rồi lại lựa tẹt ra cho em. Rồi xanh ngọc số 5 chốt này với bạn. Đây. Xanh ngọc số 5 này. Bãi này là vải lụa nha mà phông bự nữa. Rồi chị nào lái chốt đi giúp Hoàng này. Cái màu xanh ngọc rất là dễ thương luôn. Rồi cái mẫu này dễ thương ha. Chất này đâu bao giờ biết là nhăn xù mấy chị. Rồi chị nào lái chốt Hoàng là xanh ngọc số 5. Nó hình như nó không có cái số 2 mà số 3 là nhỏ nhất cái đó không có số 2. Mùng bung ok cho Cẩm Ly. Xanh ngọc ok cho Thủy Vũ 45.000. Mùng bung Cẩm Ly ok. Giá lấy đi em. Màu trắng số 5 em còn ế đây má ơi. Màu trắng số 5 em còn ế má. Rồi chị nào lấy đỏ 5 chốt hoặc là đỏ 5 luôn. Cái này có số 3 thôi. 3, 4, 5 thôi chứ không có. Không có số nhỏ nha. Số 3 là nhỏ nhất. Mà số 3 Thảo lấy Thảo trồng thử coi. Nhân viên nhà Hoàng có 46kg hoặc biểu trồng thử bộ số 3 thử có rộng không nha. Thảo trồng thử coi Thảo. Rồi chị nào lấy chốt đi giúp Hoàng nha. Mà số 3 thì Hoàng có ít đỏ số 5 luôn. Tại vì Hoàng cố tình Hoàng lấy cái mẫu này số lớn cho mấy chị khách lớn mua mà. Đỏ số 5 mấy chị chốt đi giúp Hoàng là đỏ 5 luôn. Đỏ 5 ok cho chị Hoàng Thị Thu Hòa. Ok nè, Hoàng Thị Thu Hòa màu đỏ này. Mặc số 2. Mặc số 2 mà đẹp quá hốt số 5 luôn hả? Bà Như Ý Đặng bà mặc số 2 mà bà hốt số 5. Nhân viên Hoàng nó toàn là có 4 mấy ký thôi à. Đứa nào 4 ký màu nâu em có số 5 nè.
Em này em lấy số bự không à, này em lấy số bự không à, em có lấy số nhỏ mấy chị ơi, mà có mấy đứa nhân viên nhà em nó nhỏ chứ còn em là khổng lồ, em là béo lắm luôn á. Rồi cái này là màu nâu số 5 này, màu đẹp không? Màu nâu số 5. Nói chung là số 2, số 3. Hả? Rồi chị nào lấy chốt hoặc là nâu số 5 nha. Nâu số 5 ok cho Thủy Vũ. Nói chung là số 3 là mình cỡ 50kg với chị. Còn dưới 50kg sợ nó hơi rộng á. Nó hơi rộng cái trên đây nè ha. Tại vì mình ốm quá cái chỗ này nó đâu có thịt bằng em đâu. Rồi chị nào lấy chốt em là hoa hồng mấy chị ơi. Chị nào lấy hoa hồng chốt em hoa hồng xả nâu hả. Rồi em ơi xả nâu cho chị cho như ý đặng. Chị Thủy Vũ đừng có xả giúp em nha, hạn chế xả giúp em. Giờ chị cọc rồi á, như bình thường mà khách mà mua xả là bị em quẹt cho một trận luôn. Xong rồi cái em không bán nữa luôn. Chị không tin, chị coi lại mấy cái like trước em dữ lắm. Nhưng mà bây giờ chị cọc tiền rồi, không lẽ giờ em hủy đơn cái em ăn giật 200 nghìn rồi ai coi cho được. Cho nên là em nhắc nhở ha, là đừng có xả đồ nha. Nói chung là mấy chị sẽ hạn chế xả tối đa chứ không phải là không xả. Và khi mình xả là kết thúc livestream, mình xả giúp em là một món hai món, đó là cái món mình không tâm đắc. Chứ mình đừng có dành xong rồi xả theo cái kiểu mà lựa 10 món xả 4 món 5 món là gì, là em xả hết đơn em giật 200 nghìn luôn á nha. Em giật 200 nghìn đó, cọc qua 200 nghìn rồi. Chứ như khách khác hồi nãy giờ mấy chị cũ biết tới đây mà là em la cho trận em hủy đơn luôn. Mà cái mặt em dữ vậy đó. Nhưng mà bà chị này bà cọc tiền rồi, không lẽ giờ em hủy đơn cái em ăn trộm tiền bả. Trời đất ơi. Rồi ok nha, cho nên đừng hạn chế đổi xả giúp em mấy chị. Mẫu nào cũng đẹp hết em ơi. Rồi em ơi, ai lấy đồ kìa. Nhân viên chuyển lấy em ơi, chị đang like. Rồi mấy chị chốt cái chú Hoàng là xanh nha. Chị nào lấy xanh 5 chốt Hoàng là xanh 5. Cái màu này là xanh biển này. Xanh biển đẹp cực kỳ luôn mà toàn hoa cúc hoa ơ đồ không ha. Có lẻ tay dài quá trời đồ đẹp luôn bà ơi, từ từ Hoàng lên nha. Đẹp lắm, hàng em đi chưa mua thêm. Đi rồi em cứ mua đơn mới thôi chứ tiền ship có 10.000. 10.000 là thông thả mà em. Rồi chị nào lấy chốt Hoàng là xanh biển số 5. Trời ơi béo thì có đồ đẹp quá ha. Xanh biển số 5 có 45.000 hà. Rồi ok chị Phạm Cẩm nha. Phạm Cẩm nè, xanh biển số 5 nè. Không em ơi, không nha, đồ đùi không à. Rồi cái này là màu vàng này là số 3 này mấy chị nè. Em có bộ màu vàng này số 3. Số 3 này thì cũng cỡ 50kg trở lên, 57, 58kg trở lại là nhỏ nhất trong cái reel nhà mình rồi. Chị nào lấy chốt đi giúp Hoàng là vàng 3 nha. Vàng 3, vàng này số 3 này mấy chị ha. Vàng số 3 chốt đơn đi giúp Hoàng là vàng 3 nha. Vàng 3 ok cho bà bán như ý đặng này. Rồi mấy chị nè, Hoàng đâu có biết đâu, Hoàng lấy đồ Hoàng nói chứ. Bỏ số lớn càng nhiều càng tốt nha, phái số lớn mà mấy chị. Cái này em béo, em thích số lớn lắm luôn á. Rồi vàng 3 nha. Cái này qua số 4 này. Cái này là qua số 4 mấy chị nè, xanh đậu số 4 này. Số 4 là cũng được 60kg rồi đó, 62, 65 luôn rồi đó. Rồi xanh đậu số 4 mấy chị chốt lên giúp em một cái chất này đã dùng ha. Nhỏ nhân viên nó thấy hàng vừa về nó rẻ nó la lên. Rồi chị nào lấy chốt em là xanh đậu này là số 4 nha. Số 4 mấy chị nha, xanh đậu số 4 chốt lên giúp em. Xanh đậu số 4 ok cho Như Ý Đặng nè. Xanh đậu số 4 ok cho Như Ý Đặng nha. Rồi thử cái bộ nâu này số mấy. Bộ nâu này em có số 4 này mấy chị nè. Nâu này là Hoàng có số 4 luôn. Hồi nãy bé Như Ý Đặng là lấy được số 5 đúng không? Nói chung là 4 năm là cũng trên nhau có một xíu thôi. Rồi chị nào lấy chốt đi giúp em là màu nâu số 4 nha. 65kg là mặc ok, em mặc thử số 4 mấy bà coi. Nói chung là số 4 thì người cỡ dưới 65kg thôi. Chứ còn mình trên 65kg thì tại vì đồ này là mình phải hơi rộng một xíu. Tại vì nó đâu có co giãn đâu. Để cho mình còn đứng lên ngồi xuống nữa chứ, làm việc nữa chứ. Cái mặt chật ém thì nó mau rách lắm á. Nè màu nâu nè mấy chị nè. Màu nâu số 4 nha, đẹp ha. Trời ơi không có shop nào bán cái bộ đồ như vậy mà 45.000 nha. Rồi chị nào lấy chốt em là màu nâu số 4. Nâu 4 nha. Nâu 4 chốt đơn. Em có màu trắng số 4 nè mấy chị nè. Em like nhanh nha, em đuối rồi đó, em không mở ra nữa đâu á. Em qua mẫu khác chứ không mấy người nhỏ con họ lại chờ. Rồi em có cái màu này nè. Hoa này nè, số 4 tiếp nè. Chị nào lấy chốt em là hoa xanh số 4 nha. Hoa xanh này em có số 4 em like nhanh. Có màu trắng số 4 luôn. Hoa đen số 4 luôn. Cái này là em có xanh ngọc số 4 luôn. Em tua nhanh nha, tua nhanh. Có xanh ngọc số 4 luôn. Số 4. Em tua nhanh. Cho mấy chị khác khỏi chờ. Rồi cái này là xanh đậu hả? Có xanh đậu đâu cha? Xanh ngọc mà. Xanh ngọc số 4 mà. Cái này là xanh đậm. Xanh đậm số 4 luôn. Còn là hoa ơ đồ đẹp không. Rồi số 4 nha. Đây coi số 4. Cái này là số mấy đây? Cái này là số 4 luôn hả? Đây số 5. Bộ xanh đậu này số 5. Bộ xanh đậu này số 5 này mấy chị nè. Ha em tua nha, em tua nhanh đây. Bây giờ em tua nhanh nè. Số 5 này không ai lấy, để ra cho chị. Bộ số 5 của chị với má. Đưa cho chị một hai ri khác. Trời ơi.
Rồi mấy chị ơi, từ lưu hộp dưa đó, thôi qua mẫu nha em, like mì quá rồi. À, xanh đậu số 5, ok cho chị Hoàng Thị Thu Hòa. Xanh đậu này số 5 cho Hoàng Thị Thu Hòa. Em tìm trong cái khác có còn bộ xanh đậu như vậy mà số 5 không em. Xanh ngọc số 4 ghé lấy chị Vân Nguyễn. Ok chị Vân Nguyễn số 4 này. Rồi mấy chị ơi, màu nâu số 4 là ok Hương Mai này. Khách mới cho Hoàng số điện thoại địa chỉ nha chị ơi. Số 4 là dưới 65kg nha, mà đừng có lùn, lùn thì mình phải trừ hao. Rồi em coi cái bộ xanh đậu đó có còn không vô. Còn không để chị chốt thì chị khỏi phải đi, em đi tìm đi. Đi tìm chị khỏi tìm, 45.000 bộ em ơi. 45.000 bộ nha. Xanh đậu có số 4 nữa không? Xanh đậu có số 5 không? Xanh đậu số 5 là chốt cho Hoàng Thị Thu Hòa thôi nha. Chứ Thủy Vũ là hết nha. Hết đúng không? Còn không? Chưa phân theo số, chưa phân theo màu nè. Em like hơi bị cực á. Mà em cũng cố gắng hết sức đó mấy chị. Số 4 nha. Hoa đen số 4 ok Hương Mai. Hương Mai khách mới cho Hoàng số điện thoại địa chỉ chị ơi. Hoa đen để mở ra cho bà coi nè. Khách mới lên cho Hoàng số điện thoại địa chỉ. 45.000 bộ satin lụa, satin cao cấp. Trời ơi, trời ơi là trời. Không bao giờ có quần có túi đồ ngang. Quần có túi đồ ngang mua một bộ đồ này sướng hơn là cái gì luôn á. Màu tím nè Hoàng có số 5 nè mấy chị nè. Màu tím nè Hoàng có số 5 nha. Tím 5 chốt đơn nè mấy chị ơi. Tím 5 chốt đơn. Hoa đỏ này có số 5 nè. Xanh đậu số 5 hết nha. Rồi trắng số 5 mấy chị nè. Bộ Hoàng y chang Hoàng mặc mà số 5 luôn nè. Hoàng cũng đang mặc số 5 luôn. Bộ y chang giống Hoàng mặc nè. Rồi chị nào lấy chốt đi với Hoàng. Y chang như Hoàng mặc luôn. Số 5 luôn. Hoàng cũng đang mặc số 5 luôn. Hoa màu vàng này số 5 luôn nè. Tua nhanh nhanh nè. Chứ vậy bây giờ là mở ra chi nữa. Nó giống nhau mà. Trắng số 5 nè. Trắng số 5 nha. Rồi cái bộ này là số mấy em biết được. Hoa đen đó cho Hương Mai mà ra phía cho em. Rồi mấy chị nè, cái này là Hoàng có hoa hồng này là số mấy nữa đây. Hoa hồng là số 5 luôn. Hoa hồng là số 5. Chị Hương Mai lên số điện thoại địa chỉ đi chị ơi. Màu tím ok cho cô Tâm nè. Màu tím số 5 này cho cô Tâm nè. Rồi cái mấy cái bộ này là mặc sướng luôn á cô. Con thiệt luôn á, mua đáng đồng tiền bát gạo. Xanh ngọc số 5. Ủa xanh ngọc số 5 là màu nào đâu? Xanh ngọc số 5 là cái mẫu kia kìa. À xanh ngọc số 5 là đấy hả? Đâu phải đâu, cái này số 4 mà xanh ngọc là chị bán cái mẫu kia kìa. Màu kia mới xanh ngọc rồi chị Vân Nguyễn có bộ á. Rồi cái này là hoa hồng này số 5 nha. Chị nhớ mà. Xanh ngọc số 5, xanh ngọc số 5 là hết luôn. Đó là số 4 á. Cái này là Hoàng có xanh đậm này, số 5 này, bộ Hoàng y chang Hoàng mặc số 5 luôn. Rồi thôi mấy chị lấy cái gì nữa không? Không Hoàng qua mẫu này nha. Bây giờ tìm số số để ngày mai nhân viên nó phân theo số đi. Đó đó, nói chung là nó có nhiêu đó nó vòng đi vòng lại miếng thôi. Hoa hồng số 5 ok cho chị Thúy Hằng. Nói chung là nó cứ vòng đi vòng lại vòng đi vậy mấy chị, đó nhiêu đó màu. Nhưng mà nó sẽ số 2, số 3, số 4, số 5. Xanh đậm số 5 ok cho chị Phạm Cẩm. Mấy chị mà thích đó, thì nói em mở ra cho coi nha. Xanh đậm này số 5 này. Nói chung là nó có nhiêu đó màu. Nó cứ vòng tới vòng lui. Số này số kia số nọ vậy đó. Cái màu là hình như hồi nãy giờ em cho mấy chị xem là đủ màu rồi đó. Xanh đậm ok số 5 là cho chị Phạm Cẩm này. Xanh ngọc số 5 là cho chị là Hương Mai này. Xanh ngọc số 5 này. Mà Hương Mai lên số điện thoại địa chỉ giúp em đi chị Hương Mai ơi. Em chốt chị có bộ xanh ngọc này, nhân viên Hoàng đã tìm nè. Nhân viên Hoàng đã tìm được bộ xanh ngọc số 5 nè. Rồi chị ơi lên cho em số điện thoại địa chỉ đi chị ơi, đặt hàng lên em số điện thoại địa chỉ đi. Rồi xanh ngọc còn không là em chốt chị Thí Hằng khách sĩ của em á. Xanh đậm còn số 5 không em? Xanh đậm là mẫu này nè, còn số 5 không? Điểm chị, điểm chị số 5. Cho chị chốt cho chị Hoàng Thị Thu Hòa. Cho nó em bán cho nó đứt cái mẫu này đi đi rồi xong rồi tính tiếp nè. Rồi ok nè, chị Hoàng Thị Thu Hòa có luôn xanh đậm nha. Rồi ok, còn chị Hương Mai mà không lấy là Hoàng bát qua cho chị kia đó. Bát qua cho chị Thúy Hằng khách sĩ của Hoàng á mấy chị ơi. Mấy chị nhớ là lên số điện thoại địa chỉ nha. Cái mấy chị không cho rồi làm răng chốt đơn. Mã trắng cô coi hả, rồi ok cô đợi con xíu con mở cho. Màu trắng nè. Màu trắng thì mặc rất là sang mấy chị. Màu trắng mặc sang cực kỳ luôn, em nói thật luôn. Mặc cái màu trắng là đỉnh luôn á Dung ha. Đỉnh luôn mấy chị. Màu trắng á, nói chung là nó hơi kiểu như trắng này mình sợ nó dơ á mấy chị. Mấy chị ơi, 65kg mấy chị thích mặc số 4 được, thích mặc số 5 cũng được nha. Tại vì em 70kg thì em đang mặc số 5 nè. Em 70kg thì em đặt số 5 nè. Trúng tủ bữa nay á, đồ đẹp size lớn rẻ trúng tủ em nó thiệt. Mấy chị mà béo là mấy chị biết là mình đi mua cái bộ này mà vào shop big size đúng không? Là không bao giờ dưới giá 140 mà có hàng. Cái điều đó là chắc chắn. Tại vì em mua hoài em biết mà. Thế mà đồ mà size đại như em, mà đồ đẹp như em là không bao giờ giá thành rẻ. Đó mấy chị nè, em đang mặc là số 5 đó ha. Mấy chị ha, số 5 nha, số 5 là có thể tới 70kg luôn á. Còn nếu như mà số 4 thì mình cỡ 65kg nha.
Cô màu bộ màu trắng ok cho cô Tâm. Là bộ số 5 nha, cô Nguyễn Hồng Thanh là cô lấy số mấy cô ơi? Số 4 này á. Cái này bộ màu trắng thì hoàn vừa có số 4 vừa có số 5. Chị ha, tại vì mới về. Hình như mình về cái mẫu này được 100 bộ hay 200 bộ gì á chứ. Mới đủ size vậy mấy chị, chứ mấy chị lựa qua một like là người khác hết à. Chị có 62 nhưng chị thích mặc đồ rộng thì đó. Đó là đó, là thành ra là em mới hỏi mấy chị là tùy ý mấy chị đó. Mới tùy ý mấy chị đó. Có nhiều chị 62 nhưng lại thích mặc số 5. Nhưng mà có nhiều chị thì 65 nhưng mà thích mặc số 4. Tại vì có nhiều chị là thích mặc ôm, có nhiều chị thích mặc rộng. Nên em không biết mấy chị thích cái sở thích của mấy chị như thế nào. Tùy, cái nào cũng vừa. Nhưng mà quan trọng là tùy mấy chị là muốn rộng hay là muốn vừa, muốn ôm. Nên là đó là tùy mấy chị nha. Rồi số 4, bộ màu trắng số 4 là chị Phạm Cẩm này. Màu trắng sang lắm. Màu trắng là sang lắm. Rồi mấy chị này, em có cái bộ hoa này là số 5 này. Bộ hoa này là hoa xanh này nè. Cái hoa xanh này là em vừa số 4 vừa số 5 nha. Cái hoa xanh này là em vừa số 4 vừa số 5. Bây giờ em thử cái số 4 cho mấy chị coi, em mặc thử nè. Cái số 4 em trồng thử cho mấy chị tưởng tượng nha, cho mấy chị dễ tưởng tượng nè. Số 4 em cũng trồng vừa nữa. Số 4 em cũng trồng vừa như bình thường. Tại vì một số nó chen nhau cỡ và 2-3 kg thôi, chứ không nhiều. Số 4 này em mặc thử bộ số 4 nha. Thành ra là mấy chị muốn rộng thì mấy chị lấy rộng, mà mấy chị muốn giật thì mấy chị lấy giật ha. Đây nè mấy chị nè, đó số 4 em cũng trồng đây nha. Nhưng mà em thì em trồng mấy chị coi thôi, chứ còn em thì tất nhiên là em mặc số 5 rồi. Em 70kg mà sao em mặc số 4 được. Đây mấy chị nè ha. Em 70kg thì tất nhiên là em không bao giờ em mặc số 4 rồi. Nhưng mà mấy chị 65. Nhưng mà có nhiều chị 662 người ta vẫn mặc số 5 là bởi vì sao, cái bụng người ta bự. Đó là tùy nha, thành ra em mới nói là tư vấn là một chuyện mà mấy chị tự nhìn và tự cân đối ha. Chứ em cũng không có rành nha. Em nói trước em cũng đâu có biết chính xác đâu. Tại vì có nhiều người bụng bự mà nhiều người ngực bự. Nên là tùy mấy chị. Còn cái đồ thì nó thoải mái lắm. Màu trắng số 5 ok cho cô Nguyễn Thị Hồng Thanh này. Một bộ này cô Hồng Thanh này là ghé lấy nha em ơi. Rồi bộ hoa số 5 là ok cho cô Tâm này. Bộ hoa này số 5 này cho cô Tâm này. Rồi xanh ngọc là chị Thúy Hằng có không em ơi? Hoa xanh. Màu trắng số 4 ha. Rồi cô Thanh của đổi màu trắng số 4, em bỏ bộ số 5 ra giúp chị. Màu trắng số 4 này. Rồi đưa bộ số 5 ra. Rồi em cho chị có bộ xanh ngọc kìa kìa. Chị Thúy Hằng chị hỏi là chị có bộ xanh ngọc không? Không, xanh ngọc không phải cái này. Xanh ngọc số 4 thôi chị à. Xanh ngọc bây giờ em còn số 4 không à chị à. Xanh ngọc này em còn có 2 bộ số 4 không à. Chả có số 5 thôi chị ơi. Cái bà Hương Mai gì đó mà không cho lên số điện thoại thì chị em chặn Facebook mấy chị ơi. Thế mà khách hàng mà đặt hàng mà không cho thông tin số điện thoại là em đặt em chặn Facebook luôn á. Cái nước cái tào lao á. Nó là cái tào lao bí đao là em chặn Facebook liền à. Chị. Rồi em có cái bộ hoa hồng này là số 5 nha mấy chị yêu nha. Hoa vàng này số 5 luôn. Mấy chị thích coi cái mẫu nào mấy chị nói em mở ra cho coi nha. Tại người mua thì không được, mà người được thì lại không cho thông tin rồi sao em chốt hàng gửi. 45.000 mấy chị ơi. Hàng này không bao giờ có hàng nữa đâu. Thiệt, xuống like chốt đơn cho cô dạ. Không cô không chốt đơn, cái mấy đứa nó làm lạc là cô tiếc chết. Cái đồ này đẹp lắm. Hàng này đâu có đâu con, mà bữa mấy người chê con để lại bộ con mặc mà giờ con còn mê luôn. Rồi mấy chị chốt đi giúp em nha. Chị nào thích cái mẫu nào cho cô xem hoa hồng ở nhà, đợi con xíu cô. Hoa hồng đó là số mấy thì cũng không biết luôn. Chị Mai, chị Hương Mai gì đó. Chọn Facebook giùm chị đi em ơi. Sao đặt hàng cho thông tin là sao? Vô tin nhắn coi thử khách có cho không em. Số 3 hoàn có mấy chị nè. Rồi số 3. Cái ri này là ri số 3 má ơi. Ri này ri số 3 này. Thanh Hồng có lượng số 3 không chị tua. Cái này là bộ hoa hồng này là số 5 nha mấy chị nha. Không có số 4 nha. Hoa hồng là nãy giờ em bán hết rồi. Nó còn cái này là số 5 nè. Hoa hồng này là còn bộ số 5 mấy chị nè. Đẹp nhất mắt rồi. 45.000 em đố mấy chị đi mua đâu được. Mấy chị cứ tự nhiên. Thiệt, nếu mấy chị mua được ở đâu cái bộ này giá 45.000 mấy chị cứ tự nhiên em chúc mừng mấy chị luôn á. Không bao giờ có nha. 75kg thì em không có size đâu chị ơi. Tại vì đồ này là đồ size bé không à. Dưới 65 giúp em mấy chị yêu ơi. Có đồ nào. Số 3 này chị Hoàng Lai này, Thanh Hồng này. Số 3 chị Hoàng có màu xám này. Xám 3 chốt đơn. Nói chung là 3 thì dưới 60kg. Trên 50kg, dưới 60kg. Rồi xám số 3 nha. Xám số 3. Nói chung là vải em cũng không rành đâu mấy chị. Bà xưởng mà nói vải satin hay vải gì đó em cũng không rành nha. Nói chung là em chỉ biết là lụa hàng satin gì đó. Nói chung là vậy đó. Rồi đen số 3 này. Chứ em cũng không rành mấy chị. Chị nào mà mình thích chất vải thì mình cứ tới tiệm em mình coi nha. Chứ thiệt sự là em mà rành cái đồ ba cái đồ quỷ hàng sale rẻ tiền em cũng chả biết chất vải gì đâu. Thiệt chứ em trả lời lung tung cái hồi mấy chị họ nói không phải nữa rồi nó quê ế độ em. Em là chỉ biết là hàng rẻ thôi. Quá trời đất rẻ thôi. Xám 65kg hả? Xám 65kg là em phải... 65kg đâu có đâu. Cái đó là 65kg không có. Xám đó là số 3 đó.
Vàng 3 hả? Vàng coi còn số 3 không Dung. Vàng đó là số 5 á. Vàng đó là số 5 á. Vàng nó không phải là số 3 đâu. Vàng này có số 4 à. Số 4 có số 5 à. Thanh hồng à. Bộ màu xám có số 4 không chị? Bộ màu xám không luôn. Rồi bây giờ Hoàng qua mẫu nha. Bộ số 4 là có màu hoa đen nè. Có màu hoa vàng nè. Đúng không? Có màu xanh đậm nè. Rồi thôi bỏ mẫu này em qua mẫu nha mấy chị nha. Không có. Giờ là số 3 có nhiêu bộ à? Số 3 có hoa đen, có hoa xám. Rồi thôi em qua mẫu nha mấy chị yêu nha. Chấm bài đi cho em qua mẫu với có bộ hoa hồng luôn. Xám ok cho thanh hồng nè. Xám cho bà bé thanh hồng nè. Số 3 nè. Bộ xám này ai cũng mê thế này. Nhìn nó rất là đẹp nha. Số 3 Hoàng có hoa hồng nè. Số 3 Hoàng có hoa đen nè. Số 3 Hoàng có nâu nè. Số 3 là Hoàng có chị đang không biết xanh hồng số 3 hả? Ok ok đợi chị xíu. Số này số 4 cha rồi. Hồng số 3 ok bà bé thanh hồng luôn nè. Rồi nè. Rồi với lại giờ có hoa đen với nâu nữa là hết số 3 nha. Rồi bỏ mẫu này ra. Sáng mai tụi em đi làm sẽ soạn cho chị bộ hoa đen số 4 cho bé Nga Nguyễn xem em. Nè cái nâu này số 3 luôn. Nói chung là đẹp lắm. Cho chị bộ hoa đen. Hoa đen đây nè. Hoa đen trên này nè. Rồi số 4 đưa cho chị mở ra cho các xem. Rồi xong Hoàng qua mẫu này mấy chị ơi. Hoàng uống nước xong Hoàng qua mẫu nha. Đồ về nhìn quá trời luôn. Thôi chị ngon. Nước ngon. Ôi trời. Hả? Thấy chưa? Ta ăn là ta đi giữ nó miết không đó. Ta cũng mệt đọa luôn. Rút ghê lắm. Rồi mấy chị, nó ăn rồi nó đi kinh lắm. Hoa màu đen, số 4 này, hoa đen này là hoa nhí. Hoa nhí đẹp lắm á, ở ngoài nó rất là xuất sắc luôn. Rồi ok cha, vào lăng thái chưa em à. Chưa Vinh về nha, quên tình đã ha. Mất cái đắp thì có 45.000 bộ đồ. Hoa đen số 4 ok Nga Nguyễn. Nhưng hả em mở qua Messenger em coi thử là cái tên Facebook gì Mai Hương Mai gì đó. Cho số điện thoại địa chỉ cho em. Thế sao tự nhiên không cho số điện thoại má. Má không bá đặt hàng mà xin số điện thoại muốn quéo cò luôn. Má không thấy má nói gì hết trơn á. Rồi cái Facebook đó mà em thấy mà vô tin nhắn giúp chị đi vô. Mở Facebook ra coi thử có cho trong tin nhắn không. Nếu như không cho tin nhắn thì xả bộ xanh ngọc của con bé đó đưa qua cho chị Thúy Hằng. Hương Mai. Hương Mai nha. Không cho bất cứ một thông tin gì hết. Cứ vô đặt hàng mà xin quá trời xin mà không cho. Coi trong Messenger có không em. Không có thì cài đặt bơm hàng vô giúp chị luôn. Bữa sau với lại chặn luôn Facebook đi đừng cho coi nữa. Coi ấy nhiều điều lắm. Coi trong tin nhắn có không. Đúng rồi trang bay á. Chứ mình đang like trang bay mà. Rồi chưa đúng không. Rồi bỏ cái bộ coi kia cho chị. Hả Thúy Vũ Cọc thì ok rồi. Rồi em bỏ cái bộ xanh ngọc đó qua cho chị Thúy Hằng đi. Rồi ok ok út sự. Rồi bây giờ Hoàng qua mẫu nghe mấy chị yêu nha. Đó mấy chị, em không phải là khó tính đâu. Nhưng mà mấy chị cứ đặt trường hợp đi mấy chị sẽ biết. Tự nhiên cái đặt hàng cái không cho số điện thoại địa chỉ rồi. Cái tự nhiên em bán cho ai mà cũng dành mua á. Của hàng. Rồi bây giờ mấy chị ơi, bây giờ nha. Mẫu này toàn là mẫu mới em mới về không. Mẫu mới em mới về không. Đẹp quá ha, cái này là lập thể nha. Mấy chị ơi lập thể. Lập thể đùi, đẹp nhất nách luôn. Lập thể đùi form này là 60kg, 62kg được cái chứ hè. 60kg, 62 được. Dung ơi cho chị ri lập thể đi. Cái này là 40kg đến 60kg được cái hè. Có 2 cũng được. 40 đến 60. 40, 60 không lại chiều nay mình chơi lớn mấy chị luôn ta. Không lại chiều nay mình chơi khô máu mấy chị ta. Mấy chị nè, 40kg nha. Đến 60, 62kg nha. 40 đến 60, 62 thôi chứ tại vì Hoàng là 70kg nha. Hoàng thử cho mấy bà coi chất đồ phơm vải nha. Chứ không phải Hoàng mặc vừa nha. Tôi mà bà nào mà trên 65kg mà mặc vừa tôi quấn cái chép không có mặc vừa nhớ nha. Rồi bây giờ Hoàng chơi lớn luôn. Bây giờ một bộ 28.000, hai bộ 55.000, bốn bộ 100.000 luôn. Rồi hàng mới về tri ân bữa coi. Tri ân bữa cho nó nhiều màu lắm, nhiều màu. Rồi mấy chị, nhiều màu, rất là nhiều màu nha. Lập thể con mèo rất là nhiều màu. 100.000, 4 bộ. Chị nào mua 1 bộ 28.000, mua 2 bộ là 55.000. Không chọn màu giúp Hoàng nha. Lập thể chốt đơn. Nhập vô mấy bà có tin là nhập vô nè. Nhập vô là 23.500 rồi nè. Chưa kể tiền xe về. Nhập vô là 23.500, chưa kể tiền xe về. Bán như vậy đó. Rồi chị nào lấy chốt đơn đi giúp Hoàng. Nè, cho xem màu sắc nó nhiều màu lắm. 100.000 là 4 bộ, mua 4 bộ trắng lời. Cái này là từ 40kg đến 60kg mang vừa luôn, form lớn luôn, đẹp nhất nách luôn, thun nha.
vải thun đẹp xỉu. Rồi chị nào lấy chốt đơn nhanh lên giúp Hoàng, mẫu mới vừa rồi về luôn nha. Nói chung là nó có hồng rồi có xanh rồi có vàng rồi có từ lưa hột dưa, tại vì lập thể mà. Nhưng Hoàng không có chốt màu nha, tại vì hôm nay Hoàng live trễ rồi không chốt màu. Chị nào thích là nhất 4 bộ là 4 màu cho mấy bà coi màu hết. Hàng vừa mới về cà rơi đây nè, 4 bộ 4 màu, 4 bộ 100 ngàn, hàng đẹp nhất nách luôn, không bao giờ mua ở đâu có hết. Hôm nay chơi lớn khô máu luôn mà. Rồi mấy chị nè, trời ơi muốn nổi da gà luôn á Dung ha. Bộ này Hoàng bán nén nhưng mà bình thường là 35 ngàn, 100 ngàn 3 bộ á. Nhưng mà hôm nay đồ mới về mà cũng chơi lớn luôn, mẫu mới rời luôn. Đây, foam là foam sướng luôn. Nhưng mà cái này mà chị mà ốm cỡ 60 kg thì chị mặc đẹp lắm đó Dung ha. Hoàng mà cỡ 60 hoặc 62 kg thôi là mặc rất đẹp luôn mấy chị. Nhưng mà Hoàng 70 kg nha. Nói chung là nó giãn mình cũng trồng vô được, nhưng mà mặc như vậy thì nó không bền thôi. Rồi mình căng quá nó không bền. Rồi mấy chị chốt với Hoàng nha. Lập thể 1, lập thể 28, 2 lập thể 55, 4 lập thể 100. Thư ok, 4 bộ khách mới cho Hoàng số điện thoại địa chỉ nha. 4 bộ là tự động có 4 màu ha. 4 bộ là có 4 màu, yên tâm, không trùng màu trùng ổ gì hết. Chị nào lấy chốt nhanh lên giúp Hoàng là lập thể nha. Chị nào lấy lập thể chị chốt lên giúp Hoàng là lập thể. Rồi chị nào lấy lập thể chốt lập thể, quá trời đất đẹp luôn. Có lập thể 30 kg không em? Một lập thể Trần Thị Tuyết Mai Tuyết ok. Thư là em thoa hình khách cũ hả, rồi ok. Tuyết Nguyễn là hai bộ lập thể ok. Nói thật mấy chị cho quá đẹp luôn. Nó quá đẹp luôn á. Thề mấy chị luôn, nó quá trời đất đẹp luôn. Cho chị ri khác cho khách xem em. Toàn bộ là lập thể mà đã gì mẫu mới nè. Nó vừa lập thể mà nó vừa có con mèo nè. Nó rất là dễ thương luôn. Bao giá toàn Facebook luôn. Bán cái bộ đồ mà 25 ngàn trời ơi. Ai mà bán cho lợi trời. Thiệt, nó nói thiệt. Rồi tiền công, tiền vải, tiền gì ở đâu ra. Đây nè, cho nhân viên nó đặt. Tại vì hàng này vừa mới về tới luôn. Nó đang ở ngoài kho á. Nhưng mà Hoàng cho nhân viên nó cầm ri khác cho mấy bà coi, là một ri là nó đủ màu luôn. Hoàng chơi khô máu mấy bà đây nè. Nhập về là 2-3 ngàn mấy rồi đây nè. Bao mấy chị luôn, đi nhập sĩ không ra luôn đây nè. Nhập về là theo ri, theo cây như đây. Một ri là 10 bộ như vậy nè. Một ri là 10 bộ luôn ha. Rồi Nguyễn Nhanh là 10 bộ lập thể là một ri. Rồi khách mới là mình mua ri thôi. Nếu như mình mua nhiều nữa thì sao mấy chị, nhiều nữa phải cọc chú Hoài nha. Còn không là bà mua một ri thôi, 10 bộ á. Chứ bán nhiều quá mấy bà bơm cái thí mẹ luôn. Không có hàng bán. Thư ok ha. Đây nè, nhập về là 23 ngàn mấy rồi nè. Nhập về là 23 ngàn mấy rồi nè. Em nhưng mà trong này là mình vừa có đùi vừa có lửng em nha. Cái này là mình vừa có đùi vừa có lửng nha. Đừng nó bị lộn á nha. Cái này là mình vừa có đùi vừa có lửng á. Mình cái này là mẫu này là mình vừa có đùi vừa có lửng á. Này là mình hình như 10 bộ cho Thủy Vũ ok. Nhập về là 23 ngàn mấy rồi. Mình mà bán 23 ngàn là cho 24 ngàn đi tiền xe nữa. 24 ngàn là 4 bộ là 96 ngàn, bán 100 ngàn lời được, đúng được có 4 ngàn bạc. Cái máy 4 bộ lời được có 4 nghìn thôi đó. Cô chu xa tí ơi, nhập về là cái bị còn này. Rồi mấy chị chốt đơn đi giúp Hoàng nha. Chị nào lấy comment đi giúp Hoàng. Bán luôn khô máu luôn. Rồi chị nào lấy comment đi giúp Hoàng. Chơi một bữa xem thử có ai trầm trồ đẹp quá ha. Cái lập thể này cái phô nó bự mà nó đẹp giả mang thì cái chứ. Vải đẹp kinh khủng thiệt cái chứ. Nè, trời ơi, tới nách luôn. Quá xuất sắc luôn chứ. Nè, mấy chị ha. Rồi khách mới cho Hoàng số điện thoại địa chỉ. Cái foam này Hoàng nó thật chứ nó giãn tới 65kg cũng vẫn vừa. Nhưng mà 65kg thì nói chung mình mặc nó không có bền thôi. Chứ còn 65kg nó cũng vừa bình thường ha. Nó cũng vừa bình thường á. Tại vì thun á, nó có giãn ra. Rồi mấy chị chốt đơn đi chứ Hoàng. Em mới nhận hàng rồi ok lắm chị. Đơn chị còn, chị ơi chị lựa thêm. Nói chung là thấy chị khách quen nha, mấy đứa còn giữ hàng á. Chị lựa thêm 1-2 sản phẩm nữa cho em đi hàng nha. Rồi mấy chị chấm bài lên giúp em. Bây giờ mấy chị muốn like cái gì nữa. Đồ về nhiều quá mà em chưa biết like cái gì luôn. Đồ về nhiều quá mà em chưa biết like cái gì. Mấy chị chấm bài lên cho em số điện thoại địa chỉ. Bây giờ em sẽ xả cái quần này trước nè. Cái quần này là của khách không 25kg trở lên 45kg hả. Rồi 25kg là nó rộng chị ơi. Em đâu có tư vấn 25kg trở lên đâu. Mà 40kg trở lại đâu. 25kg trở lên 40kg trở lại. Đó là đồ bé rồi. Đó là đồ bé. Cái này là đồ của mình là người lớn. Thì mấy chị sẽ từ 40kg trở lên, 60kg trở lại. Chứ em đâu có tư vấn cái gì mà 25kg. Cái chị Nguyễn Nhanh tào lao này là em chặn Facebook luôn á. Mấy chị nghe em tư vấn xong mình đặt hàng. Vì em không cho mấy chị xem hàng là em cực kỳ chốt đơn kỹ. Em sợ mấy chị mua về mặt không vừa rồi mấy chị cũng buồn. Còn em tự tin là hàng em bán là ok. Ủa tình mà với lại mình phải khôn mấy chị. Bán hàng mà mình bán không ok là tự mình giết mình luôn chứ không ai giết mình hết. Ví dụ hôm nay em có được một khách hàng là trời thương em rồi. Nhưng em bán cho người ta không đàng hoàng. Ví dụ như giờ cái bà kia bà cọc em 200 ngàn đúng không? Bà mua đồ em đúng không? Nếu như em gửi đồ cho bà ok mà bà mua về bà bán, lần sau tự động bà vô bà mua em quá trời. Bà chuyển khoản luôn. Vì em mới có khách mà bán. Chứ còn mà em ngu mà em làm mất thì sau này ai mà dám mua em nữa.
đó, mấy chị hiểu không? Chứ còn mà mấy chị chốt tào lao là em chửi á nghe, em chửi á, em là hay giữ cái chỗ đó đó, nghe kỹ xong rồi chốt, đó nghe kỹ xong rồi chốt nghe. Cho chị gì ta áo khoác dù ha, rồi ok cũng được nữa, chị em mua về bán lại. Đây là đâu phải đồ bé em, đây là đồ người lớn mà, cho nên nó sẽ ít nhất là 40 kg cho đến 60 kg. Lê Thanh có nha em ơi, cái này chị mới về mã số nhiều nha, lên số điện thoại để chị giúp chị em ơi nha, hiểu không? Mình nghe kỹ số ký xong mình chốt, mình đừng có chốt lật đật gì, Hoàng có nhiều đồ lắm, mất mớ chốt lật đật xong mặc không vừa nữa. Đây bây giờ mấy chị nè, các quần này Hoàng xả mấy chị nha, áo khoác chống nắng thì còn có mấy cái thôi em, tẩy tế bào chết mẫu gì em ơi, Trần Thiên Lý rồi. Rồi mấy chị chốt đi giúp Hoàng là một, rồi 100.000 mấy chị ơi, mở quay lộn, cái này là 50.000, xem mấy chị là 50.000. Cái cô này cô Nguyễn Thanh vừa chốt lên like đó em, chốt cái gì bộ số 5 số gì đó, cô không biết luôn, có bấm phiếu là cứ quăng hết ra đó cô, với lại đồ trong đây đang còn này Thảo này, em qua ôm cái đồ lụa hàng ra. Rồi mấy chị chốt đi giúp Hoàng là 50.000 ba cái quần. Form này là 57, 58 kg trở lại, 40 kg trở lên, 57, 58 kg trở lại mặc vừa nha. Nguyễn nhanh ơi, lên cho chị số điện thoại địa chỉ đi em. Rồi mấy chị chốt đi giúp Hoàng nha. Đây. Rồi chị nào lấy comment lên giúp Hoàng là 50.000 ba quần. Cái này là Hoàng xả lỗ luôn. Cái này là Hoàng xả lỗ luôn á mấy chị, xả lỗ luôn để qua lô nha. Rồi chị nào lấy chốt đi giúp Hoàng. Đây. Rồi chị nào lấy comment lên giúp Hoàng loại xì ba ha. Ok, tẩy tế bào chết xì ba là 30.000 em. Nhân viên Hoàng đang mặc luôn. Rồi ok em Nguyễn nhanh. Ok. Nói chung là bơm hàng mấy chị có tội chứ đâu có gì đâu, Hoàng cũng bình thường thôi. Nói chung là mấy chị bơm thì Hoàng mất tiền ship hai dòng á, có tiền ship hai dòng. Rồi chị nào lấy chốt Hoàng là 50.000 mà ba cái quần nhân viên Hoàng nó đang mặc luôn kìa. Nhân viên Hoàng nó đang mặc luôn. Trời ơi nó đẹp kinh khủng khiếp luôn. Cái này mà mặc lên nó đẹp nhất nách luôn. Cái này bình thường Hoàng bán 25.000 quần đó mấy chị, nhưng mà mình lúc đó là Hoàng nhập nhiều quá, Hoàng nhập tới 3.000 cái quần là trời má ơi bán riết giờ còn hả, còn mớ nè, xả lỗ xả trào móng xả xịt khói thiệt lỗ chết mẹ luôn. Nhân viên Hoàng đang mặc mấy chị dễ thương lắm. Thả mày lại để tao quay cái cho khách coi cái mi mặt này. Nhân viên Hoàng mấy chị, mấy đứa nhân viên Hoàng nó mặc dễ thương lắm đó, nó mặc với áo crop top đó, thấy chưa, đẹp cực kỳ luôn. Mấy chị chốt lại giúp Hoàng 50.000 là ba cái quần ha, 40 kg mặc vừa, 57 kg trở lại mặc vừa, đẹp lắm. Rồi mấy đứa nhân viên lấy cả chục cái quần, mặc với áo này áo kia đủ kiểu hết, mặc đi làm dễ thương kinh lắm. Hoàng xả lỗ luôn á, trời ơi là trời nè, hàng tan mặc đầy đủ luôn. Chị nào lấy chốt lại giúp Hoàng nha. Sau đó cái quạt đi bên Mỹ sao nóng quá dung rồm ơi. Rồi chị nào lấy chốt Hoàng là 50.000 là 6 quá quên luôn, 50.000 ba cái quần. Nhân viên em đang mặc đó mấy chị, nhân viên Hoàng đang mặc luôn á, nhân viên là mỗi ngày mặc cái quần. Mà cái này bình thường tụi nhỏ nói chứ chị ơi, em thấy trên mạng á nó bán là 65.000 cái, mà sao mình bán là 50.000 mà ba cái luôn vậy, đủ màu sắc luôn mấy chị, đủ chữ đủ sọc đủ đồ hết, có túi đồ hết luôn. Rồi chị nào lái chốt đi giúp Hoàng ha. Rồi tươi hồng 6 cái quần ok, tẩy tế bào chết cho mặt á hả, chị tẩy luôn xì ba luôn à. Nhà chị bây giờ tẩy xì ba, tẩy cà phê, tẩy gì từ lư hộp dưa đó. Rồi chị nào lái chốt đi giúp Hoàng nha. Còn mớ nữa, chiến đấu đến hơi thở cuối cùng là hết nha. Sau này hết rồi, không bao giờ còn nữa mấy bà ơi. Cái hàng này sau này mà đã xả lỗ những đi được, không ai dám nập nữa má ơi, sợ tí mẹ luôn. Rồi mấy chị chốt đi giúp Hoàng nha. Bây giờ mấy bà thích like mỹ phẩm hả? Áo khoác chống nắng hả? Áo khoác chống nắng còn không ta? À biết, ở đâu mất tiêu rồi. Trời ơi, mấy đứa nhân viên nó phối nè. Rồi mấy chị ơi, chấm bài lên. Áo khoác chống nắng hình như còn có 1-2 cái, Hoàng cũng không biết ở đâu luôn. Mấy chị chấm bài lên để Hoàng xả đồ cho. Xả đồ nha. À Dung, có mấy cái khách mà combo mà 3 bộ 95.000 á, mà sáng đó mấy khách chị gọi nghe mấy góc kia đó, ôm tới đây coi Dung rồi. Ôm tới đây xả luôn cho nó bay nóc nhà luôn đi. Nó lỗ luôn. Nó lỗ xong cuối tháng người ta trừ lương mi luôn. Ôm tới đây dung rộp, ôm tới đây xả luôn. Còn được hình như 3 combo chứ mấy cái đồ nó bị trừ mua nữa, làm gì quá. Làm gì quá, lỗ xịt khói. Chị nào lái chốt đi giúp Hoàng nha. Ở hình như hôm qua là tươi hồng á, là khác tươi hoàng. Tươi hồng nè. Mà hồi sáng khách tươi hồng này, hôm qua em chưa lên lơn luôn. Tươi hồng sao chị không thấy? Có lên đơn mà ai bỏ lộn như một bộ tươi hồng đó. Em mới để lộn. Mấy bộ phía sau bạn ơi, đợi Hoàng xếp. Rồi mấy chị nè, cái này là thun lọng nha. 3 bộ Hoàng bán 100, bây giờ xả 3 bộ 90.000 luôn. 3 bộ chơi luôn 90.000 luôn mấy bà. 3 bộ 90.000 nha. Form này là 40-65. Bà nào bé bơi vào đây. 40 kg, 65 kg mặc vừa. 3 bộ 90.000, 3 bộ bao vào nha. Bơi vào đây hốt luôn.
hốt luôn cái này hoàng xã của khách này. Alo chẳng thấy nghe máy nữa. Ai mà alo sáng, alo chiều, alo không nghe máy hoàng xã nha. Cái đây là bộ lửng nha. Đây là bộ lửng chốt đơn đi giúp Hoàng. 3 bộ là 90 ngàn luôn. 3 bộ là 90 ngàn chốt đơn đi giúp Hoàng. 3 bộ 3 màu đẹp ơi là đẹp luôn. Cái đồ này ngoài chợ mua 7-80 ngàn bộ. Rồi mấy chị này, 3 bộ nha, 90 ngàn chốt đơn. 3 bộ 90 ngàn chốt đơn. Full viền cái tay nè, full viền luôn ở dưới quần nè, đẹp cực kỳ luôn. Ủa tính ra là có 30 ngàn bộ hả má? Rồi chị nào lấy comment lên giúp Hoàng là 3 bộ 90 ngàn nha. 3 bộ 3 màu đẹp lắm. Trời ơi 100 ngàn 3 bộ. Giờ xả 90 ngàn 3 bộ là lỗ sắp mặt luôn. Rồi chị nào lấy comment lên giúp Hoàng 3 bộ nha, 90 chốt đơn. 3 bộ 90 ngàn chốt đơn. 3 bộ 3 màu vậy nè, đẹp chưa? Hàng này mà không xả ra đố mà còn nha. Chị nào lấy comment lên giúp Hoàng 3 bộ 90 ngàn mấy chị comment lên giúp Hoàng 3 bộ 90 nha. Chị nào lấy comment lên giúp Hoàng là 3 bộ xả luôn 90 ngàn. Rồi chị nào lấy chốt lên giúp Hoàng 3 bộ 90 ngàn nha, 3 bộ 3 màu thôi, 90 ngàn luôn Hoàng xả nha. 3 bộ 90 ngàn, 3 bộ là 3 màu. Nó chỉ có 3 màu thôi, nó chỉ có 3 màu thôi nha. Chị nào lấy comment 3 bộ 90 ngàn nha. Mấy chị nhớ là mua đơn đủ 100 bên Hoàng mới chốt hàng nha. Chị nào chưa mua chưa đủ là ráng mua thêm đi, chứ không đủ không đi hàng được mua. Rồi ok nè. Thứ nhất là cho bà bé Thư Thư 3 bộ nè, 90 ngàn này, bán lỗ chết mẹ luôn. Rồi ok, Ngọc Kim là 3 bộ 90 ngàn nè. Ok nè, Ngọc Kim là 3 bộ 90 ngàn nè. Mấy chị này chốt cho khách hết rồi nè, phiếu đây nè, mà không đủ đơn cho tè hoặc là gọi không nghe máy á. Rồi 3 bộ ok cho Ngọc Kim nè. Rồi 3 bộ là cho Thủy Vũ nha. Ok là hết luôn á. Hết rồi. Cho Thủy Vũ nè. Này là xã của khách ra chứ làm gì còn. Ok là cho Thủy Vũ nè. Còn 3 bộ nữa cũng bé băng xung ghi nữa xả ra luôn. Còn 3 bộ nữa mấy chị chấm bài lên. Đồ đó đẹp lắm chị. Ôi trời cái đồ này quá xuất sắc luôn á ha. Bí bí ha. Đồ này là đẹp giả mang luôn mấy chị. Còn 3 bộ cuối cùng. Còn 3 bộ cuối cùng chị nào lấy nữa báo Hoài nha. Chị nào lấy nữa. Bộ đó hả? Bộ đó 60 ngàn em. Bộ đó 65 mà chị xả luôn 60 ngàn. Đây còn em, đồ chị mặc là nó có số. Để mình luôn hả? Rồi ok cho chị Thủy Vũ này. Chị có bộ khác vô đây là hoa màu nâu này. Cái đồ hàng mặc là nó có số mấy chị ơi, phải lựa nha. Số hàng mặc là số 3, số 4, số 5 chứ không phải free size. Những cái đồ mà free size là thường nó là đồ thun, nó có độ co giãn, cái nó phải free size. Còn đồ như hàng mặc là chất vải lụa hàng, đồ mà nó phải có số. Mình béo mình lấy số bự ha. Đây ok Thủy Vũ luôn nè, 90 ngàn 3 bộ là hết nha. Cái mẫu này hết trơn rồi nè, sạch sẽ luôn. Thủy Vũ là có lấy bộ màu nâu đó em nha, để cho đủ nhiều màu á. Rồi mấy chị chấm bài lên giúp em, chấm bài lên giờ em xả luôn. Một cái quần là hàng xả mấy chị 19 ngàn nè. Quần này là 65kg trở lại mặt vừa xem mấy chị 19 luôn. Quần 19 mấy chị chốt đơn đi giúp Hoàng là quần 19. Vô 40kg 65kg mặt vừa xem mấy chị 19 ngàn luôn. Mấy chị comment Hoàng là quần chữ 19 ngàn nha. Rồi chị nào lấy chốt cho giúp Hoàng là quần chữ 19 ngàn nha. Chị nào lấy comment lên giúp Hoàng. Chị nào lấy comment lên giúp Hoàng. Ok chị Nguyễn Duy nè, 19 ngàn nè. Ok nè, 19 ngàn nè, quần 19 ngàn hết rồi, có cái thôi nha. Em chốt chị Nguyễn Duyên. Còn Trần Thiên Lý là không có nha, Trần Thiên Lý bị hết rồi. Trần Thiên Lý bị hết nha. Dạ, cái quần đó coi vừa thả là 2-3 khách chốt trên livestream rồi con. Dạ, thế mà con mình quần 53 cái còn để mình. Ok chị Thủy Vũ. Ok. Dạ đứng tại chỗ mà hay con đưa mẫu lên là người khác lấy mất tiêu. Mấy chị thấy không, khách ghé cửa hàng mà hễ mà tính em đàng hoàng lắm. Thế mà chị nào mà ghé cửa hàng nhưng mà mua sao mấy chị là vẫn không có. 3 quần 50 ngàn. 3 quần 50 ngàn ok cho Thủy Vũ này, bán lỗ thí mẹ mùa nội. Rồi cái này hoàng xả ra mấy chị ơi. Cái này hoàng xả nha, lấy hết quần hả, quần em còn nhiều lắm chị. Chị lấy hết quần là thí tổ mùa nội luôn. Quần em là còn tới mấy chục cái là chị lấy hết là chị xỉu có. Quần em là còn nhiều lắm, nói thật. Còn ít nhất là cỡ tầm 6-70 cái chứ không phải còn ít đâu. Bộ chị mặc có số 4 mà, có luôn. Bộ chị mặc có số 4 lựa chị bộ đó đi Thảo. Bộ chị mặc có số 4 luôn, chị đang mặc số 5 có số 4. Bộ hoa giống chị mặc. Mấy chị nè, quần là tan mạc đầy đủ hết. Nhưng mà nó còn ít nhất là phải tầm cỡ 6-70 quần á, chứ không phải ít mô. Cũng nhiều quá. Kiểm tra rồi cho mình hay hả? Dạ nó nhiều lắm chị, nó nhiều lắm. Kiểm tra thì bình thường thôi, em đang có mấy đứa nhân viên, 4 đứa nhân viên nhưng mà nó nhiều lắm. Đây, nói chung là nó còn 6-70 quần gì đó, em chơi một phát là khô máu luôn đây nè. Nó như vậy nè, hàng nào cũng có tan, có mạt hết trơn á. Nhiều, chị lấy nhiều lắm. Nó nhiều lắm chị ơi, nó nhiều là chị phải cọc thêm nữa, chị phải chuyển khoản thêm nữa. Cái mà chị mới lần đầu chị biết em mà chị chuyển khoản nhiều cái chị rung. Cái đó là mấy chị lần đầu tiên biết rung thôi. Chứ còn em nói thật với chị, chứ giờ em đi bung á,
Trời ơi, bây giờ người ta báo cái xưởng đó hay là cái shop đó mà thanh lý nó nghỉ đúng không? Em chuyển cho người ta đến 200-300 triệu mà em cũng không rung luôn. Bởi vì nào trùng quá thì bớt ra ha. À, ý chị là lấy đủ màu sắc đúng không? Lấy quần là lấy đủ mẫu luôn đúng không? Ok, vậy thì em nói nhân viên em nó lừa. Có nghĩa là ví dụ như cái này nè, nó trùng đúng không? Màu trắng chữ thì nó trùng, thì mình chỉ lấy một cái thôi đúng không? Còn những cái mẫu khác thì em sẽ cứ nói chung là một kiểu lấy một cái, một kiểu lấy một cái, được bao nhiêu cái thì được. Ok chưa? Vậy ha. Đó, chỉ những mẫu nào mà nó bị trùng thì em không sẽ lấy một cái. Đó. Có cái bên shop em thì có cái nó trùng, có cái thì nó lẻ, nói chung là do mình bán rồi nên nó cũng lung tung sờ bung sờ bứa hết trơn á. Rồi nha, chốt đơn gửi qua mình chuyển khoản thì ok. Lần đầu tiên mà chị tin em dữ vậy. Sao tin em dữ vậy? Rồi chuyển khoản là em sẽ trốn chạy nha. Em sẽ cao bay xa chạy nha mấy chị nha. Cao chạy xa bay hả? À đâu, tao tính cao bay luôn. Tao bay cao luôn. Mấy chị nhưng mà nói đùa chứ mấy chị cứ yên tâm đi. Chưa biết em thì thôi, biết rồi sau này mấy chị sẽ rất là thích tính em luôn. Thiệt sự em là đâu ra đó rõ ràng mấy chị. Chứ mình lấy 1-2 triệu làm chi? Tào lao. Em bán hàng cả đời chứ phải em bán hàng 1 ngày 2 ngày nha mấy chị nha. Cái live stream của em bán một. Ê em ơi, em tìm giúp bộ giúp chị mà có bộ số 4 không, cho em bán Nga Nguyễn nha. Giống như chị mặc mà số 4 nha. Rồi bây giờ hàng xả tiếp qua cái mẫu áo thêu cho mấy chị nè. Toàn bộ là áo thêu. Toàn bộ là cái chỗ này là thêu không nha. Toàn bộ họa tiết là thêu. Em nói chung là xả của khách ra là vì khách không nghe máy. Vì khách không nghe máy. Vì khách không nghe máy. Rồi sẽ xe cho mấy chị là 100 ngàn là 5 cái áo đủ màu. 100 ngàn 5 áo đủ màu hết mà hàng theo ri bị đục hết như vậy. Nhưng mà phô áo thì sao? Phô áo nó dưới 60kg giúp em hoàn thôi mấy chị nha. Dưới 60kg giúp em thôi. 40kg trở lên, 60kg trở lại. Vải em bao, xịn em bao, nhưng mà cái form là dưới 60kg. Vì ở trong đây rất nhiều chị khách hàng của em là trên sách. Nói chung là em mặc thử qua mấy chị coi này. Nói chung là 60 hoặc 62 thôi. Chứ còn béo hơn thì là mình. Nói chung là béo hơn thì em không biết đường á. Không biết đường nha, em trồng. Em trồng thử mấy chị coi. Rồi em chỉ còn 20 áo cuối cùng. 20 áo cuối cùng nha, 20-30 áo gì đó. Nói chung vậy đó. Rồi chốt đi giúp Hoàng nè mấy chị nè. Hoàng 70kg Hoàng mặc nha. Hoàng 70-71. Rồi mấy chị nè, Hoàng mặc vô nó sẽ như thế này. Đó, mặc vô là nó sẽ như thế này. Nói chung là mình mặc theo cái kiểu áo phông ôm đó. Nách thì cũng còn thoải mái chứ cũng không đến nổi tại vì vải thun. 100 ngàn 5 chiếc áo thêu mấy chị chốt đơn đi giúp Hoài. Thảo ơi cho miếng máy quạt đi Thảo. 100 ngàn 5 chiếc áo thêu mấy chị chốt đơn đi giúp Hoài nha. 100 ngàn 5 chiếc áo thêu đủ màu sắc cho mấy chị luôn. 10 áo 10 màu, 5 áo 5 màu. Không lấy trùng lập màu nha. Rồi ok, Hoài sẽ không lấy trùng lập màu cho các chị. Rồi ok chưa, toàn bộ áo thêu và hàng toàn bộ là bị đục như vậy luôn. Chốt đơn 100 ngàn 5 chiếc áo. Mặc xỉu luôn, mà vải là vải cô tông thun. Mình thích mặc chán xong rồi sau này nó cũ mình mặc ở nhà. Mặc ở nhà chán xong qua làm dễ lao cũng được nữa. 100 ngàn 5 áo nha. Toàn bộ là áo Quảng Châu đẹp và thêu hết như vậy nè. Xả luôn. Phải luôn chưa? Rồi chốt đơn đi giúp Hoàng 100 ngàn 5 áo chốt đơn nha. 100 ngàn 5 áo thôi bé Thanh. Bán 6 áo cái chị Hoàng khóc tiếng Campuchia. Hoàng xỉu. Rồi mấy chị chốt đi giúp Hoàng. Quyền Nguyễn Trương Trương là 5 áo. Ok. Duy Nguyễn khách mới là cho em số điện thoại địa chỉ mấy chị ơi. Khách mới là mấy chị lên cho em số điện thoại địa chỉ nha. Rồi bé Lê Thanh là 5 áo thôi cục cưng nha. Út Trần 5 áo. 5 áo là 100 nha mấy chị nha. 5 áo này 100 nghìn lỗ lỗ sập mặt ra. Rồi cái bộ Hoàng mặc là nó có số. Cái bộ Hoàng mặc đó mấy chị là nó có số nè. Nó có số. Số 3, số 4, số 5. Số 3, số 4, số 5. Lưu ý nha. Thế mà chị nào béo thì mình lấy số lớn. Chị nào nhỏ thì mình. Nói chung là số 3 thì sẽ từ 50kg đến dưới 60kg. Số 4 thì từ 60kg đến cỡ 65kg. Sau số 5 giống Hoàng đang mặc thì 65 đến 68, 67, 60 gì đó, 70 gì đó. Rồi ok, mai Hoàng có 5 áo luôn ok. À, tay ngắn sao ngắn bao nhiêu vậy chứ? Pyjama đâu? Ngắn đâu? Pyjama ngắn đâu? Con nhìn không thấy chi trơn nữa ta. Pyjama ngắn đâu? Rồi cho em một bộ hoa số 4 chị đang mặc. Chưa tìm thấy luôn. Chưa có hả Thảo? Bộ Hoàng mặc còn số 5. Nó báo không còn số 4. Bộ Hoàng mặc nó báo còn số 5 chứ không còn số 4. Bộ Hoàng mặc là y chang như Hoàng mặc lúc nãy có số 4 mà giờ hình như ai mua rồi chứ lúc nãy chị like chị có thấy số 4. Lúc nãy là chị like á là chị có thấy số 4 bà ơi. Mà bây giờ ai mua rồi, còn số 5 không à. Còn số 5 không à má ơi. Vô hôm nay qua nha, còn số 5 không à Nga Nguyễn ơi. Cái bộ Hoàng mặc có ai xem nữa không? Mấy chị muốn xem số mấy? À, từ số số Hoàng chỉ có số 3, số 4, số 5 thôi. Số 3 là
ba là mấy đó không biết đường nữa, mệt quá. Bộ thun lạnh người ta còn ế mít ra chán rồi. Em có chị nào vào sau muốn mua thun lạnh không báo em. Các bạn chị nào muốn mua không? Ok ok cho Duy Nguyễn. Ê ê mấy chị em nói nè, cái bộ thun lạnh này là 40kg đến 60-40kg nha, 40kg đến 60-62kg mặt vừa, hàng sale 23 ngàn mấy chị chốt. Hoặc là cam 23 đi, còn ế mấy bộ sót ở đây nè, ai xả ra biết được. Rồi sale mấy chị nè, thun lạnh cao cấp mà 23 ngàn bộ. Mấy chị cứ đi tìm thoải mái, không có nơi nào bán rẻ bằng Hoàng luôn. Tại vì tôi xấu tôi bán rẻ mấy bà. Còn người ta đẹp là người ta mặc cái đồ lên, người ta lượn qua lượn lại là người ta lấy tiền lượn đó. Rồi còn Hoàng bán mấy chị cái này là xả lỗ luôn, 40kg nha, đến 60-62kg mặt vừa mấy chị chốt. Hoàng đây là thun lạnh AT đẹp lắm, 23 ngàn mấy chị chốt đơn lên giúp Hoàng. Rồi chị nào lấy comment lên giúp Hoàng là 10 bộ đủ mão có một màu cam không à. Là lúc nãy là Thủy Vũ là có mua rồi, 2 bộ 49 ngàn đó, của 2 bộ 45 nghìn đó. Nhưng mà lúc nãy là có màu đỏ màu đồ, còn đây là vẫn có một cái màu cam không à. Có mua rồi bà ơi, cái này Hoàng thấy khách mới vô Hoàng tư vấn cho mấy bà khách mới mua. Chứ khách cũ lúc nãy đang xem livestream từ đầu giờ là khó chốt rồi, đừng chốt nữa. Cái này là chị nào khách mới á, mới vô thì mình chốt. Chứ còn khách cũ là nãy giờ mấy bà mua rồi, chốt rồi ha, chốt nữa đó bà ơi. Rồi chị nào lấy cam 23 ngàn chốt, hoài cam 23 ế mấy bộ này bà. Ế ghê rồi má. Cam 23 ngàn ok chị Nguyễn Duy, cái đồ này đẹp lắm chị. Cái đồ này đẹp lắm mấy chị, chị nào tin em mua đi. Em khẳng định mấy chị là không bao giờ làm mấy chị thất vọng nha. Cái này là 40-60 là ok luôn. Nó là thun lạnh mà em xả là em nhập vô là 25 rồi đó. Mà em xả mới được có 23 nghìn chứ mấy, lỗ mất cha 2 nghìn rồi. Lỗ cha 2 nghìn mà em cũng kệ cha luôn. Đây, rồi chị nào lấy chốt lên giúp em 40 nha, 40 cho đến cỡ 60-62 nha. Đây nó là như vậy nè. Đó, thun lạnh 23 ngàn bộ. Trời ơi là trời, không bao giờ có hàng rẻ hơn. Chị nào lái chốt đi giúp em nha. Chị nào lái comment đi giúp Hoàng là bộ cam 23. Rồi bây giờ mấy bà thích lên chi mấy bà cha ơi. Lên gì cha? Ủa chứ ở đâu là đặt con Doraemon vậy má? Em nhận đồ đồ đẹp lắm luôn. À rồi chị cảm ơn Hồng Thơm nha. Cảm ơn bé yêu. Cảm ơn cục cưng. Chị đó bà, đứa nào xả ra ghê rồi bà. Alo nghe máy hay chi rứa. Rồi cam 23 ngàn ok cho Tuyết Nguyễn nè. Là muốn test cái cổ. Còn một bộ bi hồng sale 30 ngàn đi lụa hàng, dưới 60kg nha. Dưới 60kg mang vừa, dưới 60kg mang vừa. Cam 23 cho Kha Nguyễn ok. Cái này của khách này. Khách thì bỏ phiếu ra. Rồi mấy chạy chốt đơn đi giúp Hoàng bộ bi này 30 ngàn. Bi lụa lửng nha, bi lụa lửng 39 giờ xả 30. Do cái này gọi cho khách không nghe máy nè, Hoàng xả luôn. Rồi xả mấy chị luôn 30 ngàn chốt này với Hoàng là bi hồng 30. Bi hồng 30 chốt đơn. Tẩy trắng răng mấy chị ơi, tẩy trắng răng này. Hàng này rất là xịn sò luôn. Chị nào muốn mua ngày hôm nay Hoàng cũng còn chương trình cho mấy chị là 100 ngàn 3 hũ. 39 ngàn sale là 39 ngàn một hũ lẻ. Chị nào lấy 3 hũ tẩy trắng răng nha, xe cho mấy chị là 100 ngàn chốt đơn. Hồng Nguyễn ok nè, bộ bi hồng nè. Rồi mấy chị chốt đơn đi giúp Hoài nha. Quá trời xuất sắc luôn mấy chị. Cái này là tẩy trắng răng, từ tinh chất cao dừa xuất xứ Thái Lan. Một hộp lớn nó tặng kèm một hộp nhỏ. Chị nào bị hay tạo mảng bám, hay hôi miệng, hay viêm nướu, hay bị tạo men răng, hai mấy chị đánh cái này cùng với kem đánh răng mỗi ngày, cam kết mấy chị là răng sạch bóng luôn. Rồi mấy chị chốt đi giúp Hoàng nha, chị nào lấy comment đi giúp Hoàng là tẩy trắng răng. Một hộp như thế này Hoàng sale mấy chị nha, hàng này nếu mà có chỗ bán tới 75-80 ngàn luôn. Sale mấy chị 39 ngàn thôi, chị nào lấy 3 hộp như vậy Hoàng kêu mấy chị trăm luôn. Tại cái này là của khách chốt rồi, xả ra thì Hoàng làm chương trình theo luôn y chang vậy đó. Chị nào lấy comment lên nha. Hả? Bi hồng 30 em. Rồi chị nào lấy chốt đi giúp Hoàng, đồ em mặc hả, đồ em mặc là chị. Bây giờ đồ em mặc tẩy trắng răng Thủy Vũ lấy mấy hộp. Bây giờ đồ Hoàng mặc là like cái gì mấy chị? Like bắt đầu từ số nào? Tại vì hồi nãy giờ em cũng like nhiều rồi đó. Ba hộp chị Phạm Cẩm tẩy trắng răng là siêu đỉnh luôn mấy chị. Đáp là tới năm 2020. Máy em đọc mấy chị nghe này cho mấy chị yên tâm ha. Mấy chị khách cũ của em là biết tính em rồi. Đáp là tới năm ngày 1 tháng 7 năm 2014 mấy chị. Ngày 1 tháng 7 năm 2014 nha. Sale cho mấy chị là 100 ngàn 3 hộp. Một hộp lớn nó tặng kèm một hộp nhỏ. Chị nào mà bị hôi miệng khủng khiếp luôn, kiểu như là mình hôi miệng là do cái mấy chị đánh cùng với kem đánh răng một tuần sau thôi hết hôi miệng, mấy chị nói chuyện mấy chị rất là thơm luôn. Trước khi đi nói chuyện với người yêu, trước khi đi hôn người yêu đúng không, sẽ đánh răng sạch sẽ xong rồi anh yêu
là nó thơm phức xỉu luôn. Còn mấy chị mà phun ra một phát nó xỉu là em không biết đường luôn á. Rồi chị nào lái chốt thì với em Diễm Xưa Hà ok, chị Thủy Vũ là ba hộp ok. Chị nào lái tẩy trắng răng để chốt em tẩy trắng răng đi. Em ơi cái mẫu chị mặc số 4 còn những bộ nào xích qua cho chị đi em. Rồi ok, số 4 là từ 50 đến 60 nha. Em like số 4 cho mấy chị lựa số 4 này. Bộ giống em mặc là số 4 là em mặc số 5. Em lại mặc số 5. Ủa mua rồi, cái mạc mua mất tiêu rồi. À đây này, cái mạc đây nè. Cái mạc này em mặc số 5 nghe. Tẩy trắng răng ok cho Quỳ Nguyễn Trương Trương là lấy chị. Lấy mấy hộp bây giờ hoặc like số 4 cho mấy chị mua nha. Tẩy trắng răng là Huyền Trân là mấy hộp. Mấy chị một hộp là 39 và ba hộp trăm. Đó, mua để dành mà xài. Đánh cùng với kem đánh răng nha. Sáng mình đánh thì ở trong đó nó có tặng kèm với mũ Meca. Tại vì hai vợ chồng em đang đánh luôn. Em thì trước đây bị chứng hôi miệng. Chồng em thì là hay bị tạo mãn bám. Ổng có đánh răng thì đánh răng, chứ mà ăn xong qua ngày mai là cứ như có cái lớp vàng vàng mỏng mỏng mà phía ngoài, cái đó là kiểu như men răng á. Nó gặp thì mà cái men răng mình nó yếu, nó gặp với thức ăn là nó tạo thành axit hóa, là nó cứ có cái lớp vàng vàng bên ngoài, nó rất là kinh luôn, nó thiệt luôn. Rồi mấy chị chốt lên giúp em nha. Một hộp ok Quỳ Nguyễn Trương Trương. Rồi bây giờ số 4 nè, số 4 mấy chị. Cái này mấy chị chốt em là xanh ngọc số 4 nha. Xanh ngọc số 4 chốt đơn. Số 4 này mình có thể tới 65 luôn cũng vẫn ok nha. Xanh ngọc số 4 chốt đơn mấy chị ơi. 45.000 nha, 45.000 một bộ. Hoàng đang mặc là lụa hàng satin sa tẻo gì đó, Hoàng cũng biết quần có túi luôn. Lần trước mấy bà chê mà Hoàng để lại bộ mặc cái mấy bà hỏi quá trời quá đất luôn. Chị nào lái chốt lên giúp Hoàng. Cái này là xanh ngọc số 4 này cha ơi. Nha, nói chung là 62kg, 65kg cũng vẫn mặc được cái số 4 luôn. Nhưng nhớ đồ bộ ai thích mặc rộng thì lấy size bự hơn chứ không bắt buộc nha. Rồi, một hộp cho Huyền Trân ok. Chị nào lấy xanh ngọc 4 thì chốt đi nha. Xanh ngọc số 4 comment liền. Số 4 bây giờ còn mỗi thứ là bộ thôi. Bà nào chốt chậm cái nó hết quét luôn. Tại vì được có 100 bộ mà nãy giờ bán quá trời bán rồi đó. Rồi, chị nào lấy chốt hoàn là nâu số 4 nè. Cái số 4 này là dưới 60kg, 62kg, nói chung là 62kg. Màu nâu số 4, 45.000, bộ đẹp quá trời luôn. Mặc quần nó có túi nữa chứ, mặc cái đồ này đi chơi cũng dễ thương nhức nách luôn. Màu nâu số 4 chốt đơn nha, màu nâu số 4 ok. Hoa vàng số 4, hoa vàng số 4 chốt đơn nha. Bộ này là hoa vàng số 4 này, hàng like nhanh nha mấy chị nha. Bạn nó có mấy bộ thôi, khách mua hết rồi đó. Hoa vàng này số 4 chốt đơn. Rồi cái này là hoa đen nhí này số 4 này. Hoa đen nhí số 4 chốt đơn. Số 4 là còn nhiêu đôi bộ nha. Hoa đen nhí số 4 chốt đơn. Mấy chị chốt đây mỗi thứ còn có bộ gì ba. Rồi cái này là xanh đậm. Màu xanh đậm nha, 45.000 mấy chị ơi. Nhớ là số 4 là mình tối đa là 60-62 trở lại, 50-52kg trở lên. Rồi xanh đậm chốt đơn đi giúp Hoài. Cái này là xanh biển luôn nè. Trời ơi, số 4 nha, 45.000 bộ. Chị nào lái chốt nhanh lên mấy chị ơi. Chốt nhanh lên, mỗi thứ còn có bộ. Chị khác mà chốt cái màu mình thích là mình hết luôn. Cái này mấy chị chốt hoàng là xanh biển màu hoa cúc nè. Ôi cha tí ơi, nó đẹp nhất nách luôn. Rồi chị nào lái chốt lên chứ Hoài, số 4 còn nhiêu đó bộ nha. Rồi còn màu tím, tím số 4 luôn hả? Tím này số 4 luôn, rồi hết luôn. Tím này số 4 hết luôn mấy chị. Tím này số 4 hết luôn. Xanh ngọc có số 4 luôn hả má? Xanh ngọc có số 4 luôn. Rồi bây giờ chốt rồi mấy chị này. Hoa đen nhí ok cho Hà My Nguyễn Vũ này. Hà My Nguyễn Vũ ok này. Hoa đen nhí số 4 này. Xanh đậm ok cho bà bé Thanh Hồng này. Xanh đậm ok cho bà bé Thanh Hồng này. Nâu vàng ok cho Kha Nguyễn này. Vừa là màu nâu vừa là màu vàng này. Ok Kha Nguyễn này. 45.000 bộ rẻ ồm luôn á, thằng nó thiệt. Tím ok cho chị Nguyễn Duyên này. Rồi mấy chị nè. Rồi bây giờ hoàn còn cái hoa cúc màu xanh và xanh ngọc thôi. Hoa cúc màu xanh với xanh ngọc là hết rồi mấy chị. Số 4 là còn nhiêu đây hả bé? Là hết rồi hả? Số 4 còn màu chi không? Với màu trắng rồi phải không? Còn màu trắng rồi là hết mấy chị ơi. Rồi chị nào lấy chốt hoàn. Cái này là xanh ngọc nè. Ôi cái màu xanh ngọc này cưng xỉu ha. Rồi số này là số 4 nha. Chị nào lấy chốt hoàn 50kg trở lên, 60-62kg trở lại mặc được. Lụa hàng satin sa tẻo gì đó Hoài cũng không biết nha. Xanh ngọc với lại hoa cúc màu xanh biển. Một màu xanh ngọc với một màu xanh biển toàn là hoa không à. Dễ thương hàng. Rồi chị nào lái chốt Hoàng với màu trắng nữa nha. Rồi là Hoàng qua của cái màu đỏ số gì vậy bé? Rồi với màu trắng nè mấy chị hả? Rồi cái này là màu trắng nữa, số 4 nữa. Màu trắng mặt sang lắm mấy chị ơi. Màu trắng mặt sang lắm. Rồi số 4 là Hoàng còn nhiêu đây bộ nha. Chị nào muốn lái chốt. Rồi số 3 mình còn không em? Số 3 còn không, Hoàng lên số 3 nữa là hết nha. Chị nào mua được cái bộ chim mua chứ hết luôn. Cái này là Hoàng còn được đúng một cái áo duy nhất hả? Cái này còn được đúng cái hả? Khoác hoa 35.000. Khoác hoa 35.000. Cái này là từ 40kg cho đến dưới 65kg mặc vừa. Khoác hoa có nón nha, 35. Còn hai cái đúng không Dung?
Cái này của khách xả ra cái, với lại hồi sáng bé Thảo nó còn cái ở kho, nó là hai cái thôi. Chị nào lấy chốt hàng là khoác hoa 35 ngàn, có nón hàng da ra xịn sò con bò luôn nè. Rồi chị nào lấy chốt này chú Hoàng là khoác hoa 35 ngàn nha, 40 kg trở lên, 65 kg trở lại mặt vừa, còn hai cái thôi, 35 nha. Rồi ok, Huyền Trân một khoác hoa 35, Thủy Vũ một khoác hoa 35 nữa là hết khoác hoa mấy chị ơi. Còn có chừng nửa cái chứ không còn nhiều. Hết rồi, không còn nữa đâu. Không bao giờ còn nữa. Khoác hoa có còn không em ơi? Coi của ai không đủ đơn xả ra. Khoác hoa ok cho chị Diễm Sư Hà. Tại vì chị Diễm Sư Hà là khách cũ á, nên là cho dù chị không mua đủ đơn em cũng lấy của người khác được phân qua cho chị à. Rồi khoác hoa chị mua lấy nữa thì nói em hả, em có chốt trừ hao. Chút nữa các bà mua không chịu, em bỏ ra cho bà khác mua. Khác mua. Cái bộ này giờ em xả cho mấy chị nè. Dù rất tiếc nhưng mà cũng phải xả. Còn khoác để mình đi hả? Nói chung là do là ngày hôm qua là em có like khoác. Một số chị thì chốt nhưng mà người ta chưa có đủ đơn, hay là cái chi đó thì em cũng chưa biết luôn. Chắc cũng còn là không còn. Còn là không còn nha. Mà bây giờ hả? Rồi mấy chị nè, cái bộ này con chuột nè. Mấy chị nè, bộ này con gì đây? Rồi, bộ thổ cẩm này, rất đẹp muốn xỉu luôn. Rồi xả luôn mấy chị ơi, chết chết. Bộ này 39 ngàn. Gấu nha, gấu nha, mà giờ em xả cho mấy chị là bộ này là 27 ngàn đi. Nếu không có thì bỏ ra đâu, ok ok chị, rồi ok chị, có thì em sẽ bỏ cho 2-3 cái. Rồi chị nào lấy chốt thì giúp Hoàng ha. Rồi chị nào lấy chốt Hoàng là gấu xanh nha. Gấu xanh 27 ngàn. Cái này là đủ màu trong đây, đủ màu luôn, xanh ngọc, xanh đồ, rồi hồng, rồi đỏ, rồi từ lưa hột dưa hết vậy. Nói chung là còn sót cái này, pyjama tay dài hả? Hình như lần này pyjama mình về, hình như là mình về nó là lửng thôi à. Quần lửng, quần lửng nha. Gấu hả? Rồi gấu này đẹp lắm, họ xả 27 ngàn nha. Một bộ một màu, hai bộ hai màu, ba bộ ba màu, bốn bộ bốn màu luôn. Gấu này là form 50, để không có cái quần mới biết được. 56-57 kg trở lại, 35 kg trở lên. 35 kg trở lên, 56-57 kg trở lại mặt vừa. Gấu 27 ngàn, muốn chốt mấy gấu thì chốt, còn mấy bộ đây là hết luôn. Chị nào lấy gấu chốt Hoàng là gấu nha mấy chị nha. 27 ngàn bộ, 39 giờ xả 27 nè. Lỗ sập mặt ra, hàng xịn sò luôn nè. Hàng xịn sò bán siêu thị á. Gấu Saroke thi trần. Chị nào lấy gấu chốt Hoàng gấu nha. Chị nào lấy gấu chốt gấu, nó có gấu xanh, gấu hồng, từ lưa hết á. Gấu nhiều màu nha, chứ không phải là gấu một màu chơi. Gấu từ lưa, hộp dưa màu hết á. Mở dưới là nó có cái viền bông chân nè, cái quần á. Cái quần là nó có cái viền thổ cẩm này nè. Gấu đủ màu ok cho Thủy Vũ nè. Gấu đủ màu em chừa cho Thủy Vũ đủ màu đi. Chắc là được 5-6 màu gì đó. 5-6 màu gì đó. Nó có màu đỏ, màu xanh ngọc, màu xanh biển, từ lưa, hộp dưa hết nha. Nó khác là nó khác cái ở bên trong này. Rồi chị nào lấy gấu chốt Hoàng là gấu nha. Đây nè, đó. Nè, màu xanh nè. Trời ơi, quá trời rất đẹp luôn. Hàng này không bao giờ có nữa nha. Rồi chị nào lấy chốt Hoàng gấu nha. Đó, quần đủ màu vậy đó. Chị nào lấy gấu chốt gấu. Còn có bao nhiêu đây, bộ chứ nhiêu. 27 ngàn chốt đơn. Rồi Dung đưa cái bị hàng của cái ai không đủ đơn đó. Xả ra đây. Đưa đây. Trời, không nghe máy hả? Cái thứ của hữu quẹ hay gì thì vậy. Rồi mấy chạy chốt này giúp em. Quần ống rộng nè, chơi một phát khô máu luôn, 20 ngàn. Quần ống rộng là form 40 kg mặt vừa, 65 kg mặt vừa nha. Tại nó lưng thu free size. Quần ống rộng mấy chị ơi, 20 ngàn cái quần ống rộng luôn. Cái hàng này em bao chất, bao chất đẹp nhất mắt luôn. Chị nào lấy chốt này giúp em là ống rộng nha. Chị nào lấy comment đây giúp Hoàng là ống rộng mấy chị ơi. 40 kg mặc vừa, 65 kg mấy chị mặc vừa, quần có túi luôn, ống rộng nha. Rồi chị nào lấy chốt hoặc là ống rộng như vậy nè, rộng vừa nha, mà màu đen luôn, mặc với áo nào cũng siêu dễ thương hết mấy chị. Rồi chị nào lấy chốt em là ống rộng, 20 ngàn cái quần ống rộng mấy chị ơi. Em không dám đứng lên cái ghế, tại vì em ứng lên cái ghế nó sẽ gãy ghế và nó té nhăn răng. Rồi chị nào lấy chốt đi giúp em là ống rộng nè ha. Cái này là mấy chị biết sao, lưng thùng, lưng thùng. Nhân viên em 4 mấy ký nó cũng mặc bình thường ha. Em 65-70 ký em cũng mặc bình thường, tại nó lưng thùng nha. Rồi chị nào lấy chốt em là ống rộng, 20 ngàn một cái, đẹp nhất nách luôn, mặc với áo nào cũng dễ thương với mấy chị, áo thun nha. Chị nào lấy ống rộng comment giúp Hoàng là ống rộng đi mấy chị ơi. Ống rộng chốt đơn 20 ngàn mấy chị chốt đơn nha. 20 ngàn chốt đơn đây giúp Hoàng mấy chị ơi, ống rộng nha. 20 ngàn cái rẻ bèo, rẻ quét luôn. Chị Nhân Mai 2 ống rộng ok.
Quyền Nguyễn Trương Trương một ống rộng, cái ống rộng này mặc với áo nào cũng dễ thương hết, tại nó màu đen nha. Trời ơi, nhức nách thiệt, trời ơi không bao giờ có hàng lần thứ hai. Chị nào lấy chốt hoàng ống rộng nha, thiệt chứ, é độ thiệt, é độ cuộc đời. Rồi chị nào lấy chốt hoàng ống rộng đi, 20.000. Rồi các quần u mì ngố này mấy chị nè, sale 30.000 cái mà còn hai cái nha. Phơm này dưới 60, dưới 60 kg mặc vừa, chị nào lấy chốt hoàng là u mì. Nói chung là 57, 58 cái trở lại đi ha, cho nó đẹp nha. Nó có cái bảng ngay đây giống như cái thắt lưng này. Rồi chị nào lấy ngố chốt hoàng ngố 30.000. Quần u mì ngố nha. Chị nào lấy chốt hoàng có hai cái là 30.000 cái. Chị nào lấy thờ men lấy chốt hoàng là 30.000 cái. Bộ hoa vàng này, ống rộng ok cho Trần Thiên Lý. Bộ hoa vàng này sale 27.000. Bộ hoa vàng này sale 27.000, form dưới 60 kg mang vừa. Duy Ngô ông u mì ngố ok này, 30.000. Rồi chị nào lấy chốt hàng là bộ hoa vàng này 27 nha. Bộ này bộ dài, một hàng xả lũ xả lượt luôn. Ống ống trong hả? Ống rộng ok bé Lê Thanh. Phước Hiệp ok dồn đơn, không biết là chị Phước Hiệp này mua có đủ đơn không, ngày mai không đủ nữa là em xả thôi chứ không giữ đơn nữa nha. Rồi chị nào lấy chốt em là hoa vàng mấy chị ơi. Hoa vàng 27.000, cái này là free size từ 40 kg đến 60 kg mang vừa, còn bộ nữa 27 nha. Bộ hoa vàng này 27.000 mấy chị ơi. Hoa vàng ok cho tươi hồng. U mì còn cái này chị nào lấy báo em. Rồi u mì còn cái này chị nào lấy báo em. Em ơi cho chị cái tiếp kem đánh răng Bạc Hà mới á. Bạc Hà đó đó. Rồi chị xả luôn. Kem đánh răng mấy chị ơi. Kem đánh răng nha. Rồi. Kem đánh răng ông Tây Đen, hàng của Thái Lan nha. Rồi em chi cái hàng này 75.000, còn 5 hộp. Em chi ông cho mấy chị là 45.000 hai hộp. À 45.000 là một hộp nhưng mà hai ống kem đánh răng. Cái này là kem đánh răng ông Tây Đen Bạc Hà mới, hàng của Thái Lan luôn. Chị nào lấy chốt thì giúp Hoàng là kem đánh răng 45.000 nha. Kem đánh răng 45.000 là một hộp. Một hộp là hai tiếp ở trong đây. Rồi nó thơm lắm luôn á Dung ha. Đánh này nghe nó thơm. U mì ngố bao nhiêu ký, dưới 60 kg mà còn con cái đó. Như ai người ta đặt hàng mà nói ghé tới mà không ghé, giờ lâu quá chị xả chứ cái mẫu nó đâu có còn đâu. Rồi chị nào lấy chốt đi giúp Hoàng là kem đánh răng 45.000 một hộp, còn 5 hộp nữa là cuối cùng đất mẫu luôn. Về lô mới là 65.000 hộp á. Về lô mới là 65.000 hộp. Em ơi có pyjama hay cái chi mấy chị thích lấy cái gì, mấy chị ơi thích lấy cái gì. Nhà em bây giờ là đồ từ lưu hộp dưới hết hàng, về quá trời ngoài kho luôn. Về qua trời qua đất muốn xỉu. Rồi mấy chị chấm bài lên giúp em. Kem đánh răng ok chị Nhân Mai. Chị nào lấy kem đánh răng mấy chị comment cho Hoàng là kem đánh răng nha. 45.000 một hộp kem đánh răng. Bộ tiểu thư ở sao chị ok, đợi chị xíu em. Bộ tiểu thư ok. À, cái gì? Từ Hà ống rộng hả? À từ Hà ống rộng ok chị. Mà đơn phải 100.000 em mới lên. Em mới đi hàng được pyjama đi chị ok. Áo khoác dù hả? Rồi ok. À, Thảo ơi coi thử áo khoác dù á. Ủa cái này đùi hả má? À, áo khoác dù á. Áo khoác dù còn cái mẫu nào đưa cho chị lên cho khách đi. Lên cho bán Nguyễn Tuân nó chờ hồi chuyện giờ. Ủa rồi đùi này. Cái này là pyjama đùi hả má? Cái này chị vừa có đùi vừa có ngố mà. Pyjama này tiểu thư mà má. Mà Dung, Dung rồi cái tay đó làm chi dễ thương không? Nè nhức tắt chưa? Ủa bây tiểu thư dễ thương mà. Sao nữa? Đồ này mới về hả? Rồi dễ thương rồi. Ở dưới cái quần nó cũng đi đường gì dễ thương vậy má. Ờ cái pyjama cái này bà giá bao nhiêu vậy Thảo? Pyjama dễ thương dữ vậy. Mà cái này thì nhưng mà phân loại ra nha. Cái này là đùi nha mấy chị nha. Pyjama này là đùi. Pyjama này đùi là giờ sao ta? Ờ mệt quá. Đùi này mình có nhiều không em? Đùi mình có nhiều không? Tao xả cha nó đi. Đùi mình có nhiều không ta? Dạ đùi có ri đó chị. Đùi có ri hả? Ờ, mấy chị đùi thì giờ hàng xả luôn. 45.000 hai bộ đi ha. 45.000 hai bộ đi ha. Xả luôn 45.000 hai bộ, đừng có ri à. 45.000 hai bộ, nhân viên nó nói vậy hàng xả luôn. 45.000 hai bộ nhưng mà để từ. Hôm nay từ 35 kg cho đến là 48 kg thôi nha. 48-50 kg trở lại. 48-50 kg trở lại mặc vừa, tại vì nó có ri và tôi xả cha đi mất. Nè coi nè, đúng một ri duy nhất thôi. Nó không có ri thứ hai luôn. Nó không có ri thứ hai luôn. Đúng một ri duy nhất nên hàng xã đại luôn. 45.000 hai bộ. Hả? Hết rồi. Hả? Kệ nó luôn đi. Rồi chị nào lấy chốt đi chứ Hoàng.
chị nào lấy chốt đi giúp Hoàng nha mấy chị ơi. Chị nào lấy comment đi giúp Hoàng, có ri đùi thôi đúng không? Dạ. Rồi chị nào lấy comment đi giúp Hoàng là đùi đi mấy chị ơi. Chị nào lấy đùi chốt đi giúp Hoàng là đùi nha. Form nó hơi nhỏ nha, nó phù hợp với mấy bé nhỏ nha mấy chị nha, phù hợp với mấy bé nhỏ nha. Rồi chị nào lấy chốt đi giúp Hoàng mấy chị ơi. Chị nào lấy comment đi giúp Hoàng là đùi nha. Chị nào lấy đùi chốt Hoàng đùi, có túi có ren luôn, đẹp cực kỳ luôn, Hoàng xã mấy chị luôn. 45.000 hai bộ mấy chị nha. Size này nó hơi nhỡ nha, nói chung là phù hợp với mấy bé mấy chị ơi. Ủa trời, Hoàng gài nút hai lần mà cũng gài lộn. Chị nào lấy chốt đi giúp Hoàng, gài nút hai lần mà còn gài lộn má ơi. Rồi chị nào lấy comment đi giúp Hoàng, có đúng một ri thôi mấy chị nha, không có nhiều nha, nên Hoàng xã luôn. Có đúng một ri nên Hoàng xã luôn. Hai bộ đùi, cái này là phù hợp với bé nhỡ, bé từ 35kg cho đến bé cỡ tầm 45kg là ổn nha. Bé 35 đến 45kg ổn luôn. Ờ anh đi đón đi. Đây. Rồi ok nè. Bộ gấu 45 hả? Bộ gấu 45 là bộ gấu mua em không biết luôn. Chị Thủy Vũ là 6 bộ nè, Tuyết Nguyễn 2 bộ với cô Kim Loan 2 bộ là hết cái ri này. Rồi là hết cái ri này nha, 45.000 2 bộ là hết ri này. Rồi lỡ rồi xả luôn đi, lỗ cũng kệ cha nó. Bán rồi sao thu hồi được má. Rồi chị nào lấy chốt đi giúp Hoài. Rồi xong nha. Bộ gấu 45 là bộ gấu nào ta? Bộ gấu 45 là bộ gấu nào? Bộ gấu nào 45 ta? Hai bộ gấu 45 hả? Dạ hết rồi chị. Cái đó là em bán pyjama đó. Hai bộ 45 là pyjama. Áo khoác dù nè, Nguyễn Tuân nè. Hỏi tên gì mới lấy được. Rồi mấy chị giờ lên áo khoác dù nha, xả 40.000. Cái này là bán nhân viên nó mang ở ngoài kia ra cho mấy chị nè. Giấy rút bao nhiêu một bịch em hả? Giấy rút hả? Giấy gấu hả? Giấy gấu rút rồi chị đâu? Ờ cái đó em bán là 9.000 hai gói mấy chị. 9.000 hai giấy gấu trúc nha. Giấy rút gấu trúc như vậy nè, là giấy ăn như vậy nè mấy chị nè, siêu dai gấu trúc như vậy nha, một bị nó cũng nhiều giả mang luôn. Để mấy chị ăn uống mình lau tay lau đồ, hay là mình đi xe đi đồ mình chùi mồ hôi rồi các kiểu, mình ăn đồ mình chùi tay chùi đồ các kiểu. Hai bị 9.000, còn mớ này nữa là hết luôn, mấy chị muốn mua nữa cũng không còn. Cái giấy gấu trúc á là nó siêu dai mấy chị ơi. Em nói thiệt á, em mà lau mồ hôi như tin luôn. Nhất là mấy chị da dầu là phải có cái bị này trong túi sách. Trời ơi, ta nói nhất là trang điểm đi ăn đám cưới xong chút nữa nóng quá ra mồ hôi tè le hột pe dầu nó chảy ra một cái chảo mặt luôn. Rồi chị nào lấy chốt đi giúp em nha. Em chỉ tô môi thôi chứ em đâu có trang điểm. Rồi mấy chị chốt lại giúp em là giấy gấu rút ra nè. Cái này nhà mình có khách có khứa rồi nó tiện lợi lắm, lau tay lau đồ ăn uống. Xe cho mấy chị là hai gói về 9.000, em bao giá luôn. Hai gói 95.000, chốt ốc à. Hai gói 9.000. Mấy chị nói chú nữa em nói hai gói 95.000 luôn. Dạ hết rồi chị, pyjama em chỉ có một ri 10 bộ thôi thì em chốt chị kia 6 bộ, cô Loan 2 bộ với kia 2 bộ là hết rồi chị. Mấy chị chốt sau là không có tại có ri thôi. Rồi chị nào lấy chốt em là đen chữ 40.000 nha, áo khoác dù em xả 40.000 luôn. Rồi hai bị giấy gấu là ok bà bé Bích Vân nè. Rồi chị nào lấy comment này giúp em mấy chị ơi. Chị nào lấy comment này giúp em nè. Đen chữ mấy chị ơi, đen chữ 40.000. Form này là nói chung là 40-65 hết, mặc vừa hết nha. Rồi trắng chữ mấy chị nè, trắng chữ luôn 40.000 luôn, áo dù mà vừa xả luôn. 6 giấy gấu ok cho Quỳ Nguyễn Trương Trương. Rồi chị nào, ủa tự nhiên đưa cái đen. Rồi mấy chị đưa cái trắng này nè, trắng chữ nha, dễ thương lắm, 40.000 luôn, áo khoác dù mà không bao giờ có lần thứ hai nữa, còn nhiêu đây là hết luôn rồi đó, sau này hết rồi. Hồng chữ luôn, cái hàng này theo ri luôn nè, hồng chữ 40.000 luôn. Chị nào lấy comment đây giúp Hoài nha, chị nào lấy comment đây giúp Hoài. 40.000 xả đồng giá 40.000 hết luôn. Rồi chị nào lấy chốt Hoàng là trắng đen 40 này. Cái con này là con gì đây? Không biết nữa. Thiên thần bị đâm trái tim. Trái tim. Rồi chị nào lấy chốt đi giúp Hoàng là trắng đen nha. Chị nào lấy áo khoác dù còn nhiêu đây là hết luôn á mấy chị. Hết sạch luôn. Áo khoác hồng ok cho Tuyết Nguyễn nè. Ok nè, 40.000 nè. Ok Tuyết Nguyễn áo khoác hồng này 40.000. Hươu vàng nè mấy chị nè, con hươu màu vàng này. Có hình con hươu ở đây nè. Có hình con hươu ở đây. Hươu vàng 40.000 luôn, dù hai lớp dù xịn nha. Trắng đen ok cho bé Nguyễn Tuân nè. Trắng đen cho bé Nguyễn Tuân ok nè. Rồi chị nào lấy hươu vàng mấy chị chốt Hoàng là con hươu nè, màu vàng nha. Hươu vàng mấy chị chốt đi giúp Hoàng. Rồi cái áo khoác này mấy chị nè, áo khoác này nam đúng không? Nam này á, cái này áo khoác này nam mặc được luôn. Khoác nam này 45 mấy chị ơi, khoác nam 45 nha. Khoác nam 45. Trắng đen, áo khoác trắng đen nó hình như em bị hết rồi. Khoác trắng đen cái mẫu đó mình còn không ta? Trắng đen đó mình còn không? Trắng nữa ok. À ok, Tuyết Nguyễn là có trắng nữa đúng không? Ok nè.
Rồi chị nào lái chốt hoàng là cái này là nam nha. Đen nam này 45 mấy chị ơi. Cái này là lô nam. Cái này 75kg mặc vừa luôn á. Nó lộ qua đây cái riết là em xả lỗ tụt quần có nó luôn. Rồi chị nào lái chốt hoàng là đen nam 45 nha. Cái này là của nam nó lộ qua đây. Đen nam 45.000 mấy chị chốt đơn đi với hoàng đen nam. Lấy chị kem đánh răng hả? Ok chị Diễm Sơ Hà. Ok chị nha. Khoác nam mấy chị chốt đơn đi với em. Khoác nam nha. Ok cho Đặng Oanh này 45.000 nè. Đặng Oanh 45.000. Rồi mấy chị chốt lại giúp em là mã này là mã số 1 đi. Mã 1 nha. Chị nào lấy mã 1 chốt em mã 1. Còn những cái cuối cùng em cũng biết đường luôn. Mã số 1 mấy chị 40.000 luôn. Cái này là mã số 1 nha. Mấy chị là cái này là mã số 1 nha. Nói chung là nam cũng được mà nữ cũng được. Nhưng mà cái này là em đọc là mã số 1 nha. Mấy chị coi kỹ giúp em. Mã số 1 chốt đơn đi giúp em 40.000. Mã 1 thì em coi mấy cái. Mã 1 này em được 3 cái luôn. Mã 1 này em có 3 cái nha. Em mặc thử mấy chị coi nè. Mặc cặp được. Cái này mặc cặp được nam nữ được nha. Rồi 40.000 luôn mấy chị ơi. Cái này em mặc cặp được nam nữ được. Mấy chị chốt lên giúp em. Nam nữ mặc cặp mặc kiết gì cũng được hết. Ok lắm luôn. Rồi chị nào lấy comment lên giúp em nha. Bây giờ mấy chị muốn like cái gì mấy chị ơi. Để nói em biết đường em like cho. Biết đường biết xá em like cho. Đồ đang nhiều quá trời mà em đang rối luôn. Rồi chị nào lấy chốt đi giúp em nha. Đây nè, áo này thì là mấy chị chốt em mã 1 nha. Nam nữ mặc được, cái này là một cặp hai vợ chồng mặc được luôn nha. Cái này là mặc áo cặp được luôn mấy chị nha. Chị nào lái chốt đi giúp Hoàng. Cái này mấy chị chốt đi giúp em nha. Cái này để mấy chị chốt đi giúp Hoàng là kem túi nha, đen nam hết rồi mấy chị. Cái đen này mấy chị chốt em là đen mã 1 nha. Đen mã 1. Chứ là đen đen không chút nữa lộn màu từ lưa hết. Cái này mấy chị chốt Hoàng là kem túi, nó có hai cái túi hộp ở đây nè. Xả 40.000. Kem túi mấy chị chốt đơn đi giúp Hoàng. Là 40.000 nha. Cái đây là cũng là áo nam. Đen vàng này 45. Đen vàng này là lô áo nam. Em xả 45 nè. Đen vàng 45 nha. Đen vàng 45 mấy chị nhìn nè. Đen vàng này 45 chốt đơn. Còn cái hồng 40 nè. Rồi áo khoác nam nữa là hết rồi. Đen vàng này có một cặp luôn chứ. Chị nào mà lấy một cặp về hai vợ chồng mặc cho đẹp ha. Đẹp quá xuất sắc luôn Dung ha. Ha. Mà có hai cái túi hai bên nữa chứ. Mà tính ra có 90.000 cặp áo à. Tuyết Nguyễn ok kem túi nè. Có 40.000. Rồi chị nào lấy chốt đi giúp Hoàng. Cái này có cặp luôn nè. Hai vợ chồng mặc cặp sành điệu ha. Rồi xong hết nha. Áo khoác dù có nhiêu đó à. Đen vàng ok cho Quyền Nguyễn Trương Trương nè. 45.000 nha. Cái đen vàng này 45.000. Rồi xong Hoàng qua mẫu mấy chị ơi. Qua mẫu nha. Qua mẫu đi. Qua mẫu áo khoác dù còn có nhiêu đó là hết rồi. Bây giờ mua nữa cũng không có nữa. Đen vàng ok cho chị Từ Hà Thị Cẩm này. Ok chị nè. Rồi nè. Rồi mấy chị. Rồi xong nha. Bây giờ mấy chị mà mua nữa cũng không có nữa đâu mà mua. Rồi chấm bài đi giúp em. Chấm bài đi giúp em để em đi tìm đồ em like. Ủa hai cái nha chị hả? Vậy thì Quỳ Nguyễn Trương Trương là hai cái vàng thì chị Từ Hà không có nha. Quỳ Nguyễn Trương Trương chốt rồi thì chị Nguyễn Hà không có em. Chị Từ Hà không có em ơi. Từ Hà không có chị em ơi. Rồi sao lập thử còn đây này má nè. Hôm qua nó hết rồi mà giờ nó còn lòi lòi ra đây. Tao bán muốn xỉu luôn. Rồi mấy chị nè, còn sót mấy bộ lập thể em xả luôn. Sót mấy bộ lập thể em xả luôn cho mấy chị nha. Hàng này lúc đó là nhập về rất là cao luôn. Bây giờ xả gì nó kinh lắm luôn á, hiểu không? Nhưng mà bán sót thì đành lòng ngậm ngùi xả thôi chứ. Bán sót thì đành lòng ngậm ngùi xả. Cho nên là hàng về là mình lọc qua tráo lại. Mình sẽ bán đều mẫu. Rồi mấy chị bộ lập thể này em xả mấy chị là giá là 42.000. Bán lỗ nha. 42.000 lập thể. Form này là dưới 62kg mặt đẹp chứ Hoàng. Hoàng 70kg Hoàng thử cho mấy chị xem form. Chứ không phải Hoàng mặt dừa nha. Mấy chị ơi chốt đi chú Hoàng. Lập thể màu vàng 42.000. 40kg mặt vừa cho đến 60kg mặt vừa. 40kg đến 60kg nha. Riêng màu vàng thôi. 40kg đến 60kg mặt vừa mấy chị ơi. 40kg đến 60kg mặt vừa nha. 40kg này đến 60kg mặt vừa mấy chị ơi. Form nó như vậy nè. Rồi bộ lập thể đẹp xỉu luôn. Rồi bán sót lại làm xả lỗ tụt quần luôn. Rồi chị nào lái chốt em là lập thể 42.000. Lỗ chết bổ luôn. Lập thể 42.000 chốt đơn đi giúp em. Lập thể 42.000 mấy chị chốt đơn đây nha. Lập thể màu vàng 42.000 mấy chị ơi. Nó lỗ xịt khói đó. Em nói thiệt luôn á. Mà bây giờ bán sót lại một cái mẫu này thôi thì bán luôn 42.000. Chị nào lái chốt đi giúp em nha. 42.000 này chị nào lái comment đi giúp em. Quá trời đất rẻ luôn. Cái bộ này đẹp lắm luôn.
vàng ok cho chị Vân bỏ một bộ này, ok cho cải bắp một bộ này, bán mà sót nguyên cái cục mà màu vàng không, rồi nó sót ở dưới không để ý mấy chị, thôi cái nó còn nguyên một bộ mà nó sót nguyên một cục luôn, nhiều hàng quá, về hàng mới cái mình lắp nó xuống dưới á. Rồi ok, cái này là cho cải bắp nè, Huỳnh Trương ok nè, Huỳnh Trương ok bộ lập thể nè, Huỳnh Trương ok lập thể nè, khách mới cho hàng số điện thoại địa chỉ mấy chị ơi, 42.000 một bộ nha, 42.000 mấy chị ơi, bao giá toàn Facebook luôn. Cái bộ này ai mà dám bán 42.000, mấy chị chốt đơn đi với em, bán lỗ luôn, bán lỗ luôn. Cái gì lập thể màu hồng trên treo bao nhiêu ký mặt vừa chị? À bộ này hả, bộ này 57-58 ký trở lại mặt vừa, bộ này 57-58 ký trở lại mặt vừa, giờ hàng xã luôn 45.000. Cái đây là vải lụa nha, cái này là vải lụa. Huỳnh Trương ok, Huỳnh Trương là có số điện thoại ok. Rồi mấy chị chốt hàng nha, cái này là lập thể, này là lập thể tiểu thư. Cái vải này là vải lụa nha, lập thể này là tiểu thư, vải lụa hàng xã 45 luôn. Ba bộ ok cho bé Thư Thư nè, ba bộ cho Thư Thư ok nè, ba bộ lập thể màu vàng cỡ xã 42.000 luôn. Quéo có xỉu luôn á. Bán thành ra lâu lâu tụi em, cái này có tay dài trong đây nè, cho em mở ra cho nè, tay ngắn này ok nè, cho bà bé Thư Thư nè, chị cọc rồi nhé. Rồi ok ok chị, hợp chồng chị vô mua đi chị, cọc rồi vô mua đi chị, cọc rồi vô mua, cọc rồi vô mua giúp em mấy chị ơi. Rồi chị nào lấy chốt em là lập thể tiểu thư em xã 45 nha, đó là vải lụa. Rồi ok nè, cho bà bé Thư Thư ba bộ nè, Hoàng có bộ tay dài mấy chị ơi nha, Hoàng phải kiểm tra hàng kỹ cửa đó đó. Rồi bộ tay dài thì Hoàng cũng xả 42.000 thôi. Tay dài mặc dù mình nhập vô nó cao hơn, nhưng mà giờ cũng xả mấy chị 42. Tay dài mấy chị có thể là được 63, 64 ký á, nhưng mà tay dài chị nào muốn lấy tay dài thì chốt ha. Có một bộ tay dài, có nghĩa lúc đó em vừa về là tay dài tay ngắn luôn, nhưng mà nó sót kho rồi đây mấy chị nè. Tay dài chị nào muốn thích mặc tay dài, ví dụ như mình muốn mặc là dưỡng da đồ các kiểu á, thì mình lấy tay dài em vẫn xả mấy chị là giá 42.000. Có một bộ tay dài thôi nha, có một bộ duy nhất lộn đó thôi. Lập thể tay dài ok Hồng Nguyễn nè. Rồi còn chị nào muốn lấy thì chốt đi với Hoàng, lấy cho em 45 nghe chị hả, 45 ký nghe chị hả. Em Huỳnh Trương ơi, cái hàng này là free size, Hoàng không có tư vấn ký mấy chị ơi. Ví dụ như là mình nhắm mình mặc vừa là mình đặt thôi, Hoàng đã tư vấn là từ 40 ký cho đến là 60 ký mặc vừa, thì mấy chị trong cái phạm vi cái khu đó là mấy chị mặc được ha. Còn mấy chị mà lên số ký là Hoàng xả đơn thôi, chứ may mà còn chưa biết số ký nữa, mà cái hàng này người ta may mặc sẵn, mấy chị nói số ký sao không biết. Mấy chị ký đâu có biết được đâu, ký là nó cũng phải phụ thuộc chiều cao nữa. Rồi có cái nhiều người là béo bụng, có nhiều người béo ngực, có nhiều người béo vai, có nhiều người béo đùi nữa, nó mong nữa đúng không. Mình đi may nó còn chưa chuẩn, mà cái này hàng may mặc sẵn là nó free size, có nghĩa là không có sai. Vì mấy chị biết tại sao không, nói là đồ thun mà. Ví dụ như em nói này, 40 ký nhân viên Hoàng là 4 mấy ký nó mặc bình thường, 4 mấy ký nhân viên Hoàng là 40 ký 4 mấy không vậy, chứ mấy chị 5 mấy thì sao, mấy chị 60 thì sao, thì nó giãn ra thôi, chứ nó có gì đâu, lưng thun mà, vải này cũng vải thun luôn đúng không. Đó, nhớ nha, chị nào mà đặt số ký là Hoàng hủy đơn, tại vì Hoàng không có, Hoàng đâu có bán ký đâu, Hoàng đã tư vấn ký rồi. Còn mấy chị nhắm mình mặc được thì mình sẽ chốt ok chưa. Rồi có 45.000 mà mấy chị nói Hoàng là ký không biết đường đâu mà lần. Rồi mấy chị chốt Hoàng lập thể tay dài ok Quyền Nguyễn Trương Trương này, có một bộ tay dài bị sót đây nè. Rồi Huỳnh Trương thích thì lấy, không thích thì thôi em nha. Còn nếu như không chịu thì chị xả đơn. Nói chung là mấy chị mua không đủ em cũng xả đơn, chứ không cần là mấy chị đứng. Và Hoàng cực kỳ là ghét ai mà nói số ký, Hoàng đã tư vấn số ký rõ ràng là mấy chị thích đặt thôi, chứ mấy chị còn nói lại là lấy 45 ký, lấy 35 ký, sao mấy chị nói số ký chính xác được. Mình đi may mà còn chưa chính xác nữa, mà cái này hàng may mặc ra sẵn mà, đúng không. Đó đây nè, còn bộ tay dài nữa. Đó lưng thun mà bắt mớ chi, đồ thun là không bao giờ. Nếu như mà cái đồ như Hoàng nè là nó có số, vì là sao, cái chất này nó đâu có co giãn đâu, nên không thể nào là người 40kg mặc được mà người 70kg mặc được, nó không bao giờ có chuyện đó. Vì nó có số, nó không có co giãn là tự động nhà sản xuất nó làm số. Còn cái đồ có co giãn là người ta không làm số. Người béo thì nó nóng ra, còn người gầy thì nó vừa bặn vậy thôi. Đồ có độ co giãn mà. Rồi tay dài Hoàng còn bộ nữa, chị nào lấy chốt Hoàng tay dài nha, 42.000. Bà bé Lê Thanh bà lấy tay ngắn rồi, để Hoàng soi xem thử tay ngắn có còn không nha Lê Thanh nha. Rồi ok, ủa cái này tay dài luôn má ơi, tay dài luôn. Rồi còn cái này tay dài không à, còn 3 bộ tay dài luôn. Tay ngắn là hết rồi, còn 3 bộ mà tay dài không này má nè, 42.000 luôn nha, 42.000 mà còn 3 bộ tay dài không. Xem rụt gối hả, rụt gối là nó cũng ở trong cái bị em cũng đâu có thấy gì đâu. À còn cái áo hoa này nè,
áo hoa này là cho bà Thủy Vũ nè, cái hôm xíu nữa bà nói là ít quá thì bà khó bán á, cho bà mấy cái bà mới chịu, rồi còn sót thì bỏ cho bà. Rồi chị nào lấy tay dài chốt tay dài, quần dài tay dài nha, tay dài lấy luôn 42, cái này chị Hoàng cũng bán 42 đồng giá luôn. 45 là cái mẫu tiểu thư này, tiểu thư lụa này Hoàng mới sale 45. Mấy bữa cái mẫu này Hoàng bán 55 này, giờ Hoàng sale 45 này, đó là tiểu thư lụa. Còn cái quỷ mà thun 3D này thì Hoàng sale đồng giá hết là 42. Cái bộ nhúng ha, các chị nào hỏi bộ nhúng ha. Bộ nhúng đẹp chứ ạ, bộ nhúng đẹp chứ ạ. Đây, Hoàng nói từ giả tỷ với chị thấy con mannequin nó nhỏ không? Nó nhỏ thì nó mặc thì sao thì vậy. Còn nếu như mình béo hơn ra thì sao? Mình 55, 57 thì sao? Thì nó giãn ra thôi. Chứ những cái đồ mà nó như vậy thì nó làm sao mà nó lấy tay dài 42 đi, ok, quần ống rộng luôn, hoa luôn. Rồi Hoàng like xong cái ri này nữa là Hoàng xuống live stream nha, cho chị cái ri này đi, cái ri nhúng này đi, cái gì đúng tiểu thư dễ thương này đi. Rồi quần ống rộng mà lụa này, hoa cúc, hoa ơ rồi các kiểu này má, nó đẹp giả man thiệt, thiệt sự quá trời đất đẹp luôn, đồ về đẹp xuất sắc luôn, không mua là tiếc chết. Cái này giá mấy đây, có màu gì đây? Rồi bây giờ Hoàng sale cho mấy chị là bộ này nha, 55.000, nhưng mà giờ sale mấy chị là 35.000 xong xuống live stream luôn, 35.000 xong xuống live stream luôn, hồng 35 chốt đơn. Mấy chị thấy ghê không? Form 57kg trở lại thôi, 56, 57kg trở lại thôi nha. Bộ nhúng này thì mình 56, 57kg trở lại giúp Hoàng cho mấy chị nha, 56, 57kg trở lại thôi nha. Rồi mấy chị chấm bài để Hoàng like cái mẫu này nữa rồi Hoàng xuống live stream bộ nhúng nha, 40kg mặc vừa. Rồi chị nào lấy chốt Hoàng là hồng, chị nào lấy hồng chốt hồng 35, hồng 35 nha, hồng 35 quá trời đất rẻ luôn, không bao giờ có nữa. Có nhiêu đấy hả, có 2 ri thôi hả, bà nào mua chậm nó hết luôn. Hồng ok cho Bích Vân, hồng cho Bích Vân 35, hồng ok cho Lan Nguyễn 35, quá trời đất rẻ luôn. Hồng cho Lan Nguyễn 35, hồng cho Hoa Bông 35 luôn. Nghĩ sao cái bộ đồ mà bán có 35.000 trời, bộ lụa chứ phải bộ xấu xí xong xùi đâu mà nhúng nữa chứ. 35.000 mấy chị chốt đơn lên với Hoàng nha. Rồi chị nào lấy vàng 35 mấy chị chốt lên với Hoàng là vàng 35. Bộ vàng 35 này, vàng hình trái dâu nữa chứ dễ thương kinh ha, bán tiếc quá trời luôn, không có chân váy em ơi. Rồi chị nào lấy chốt lên với Hoàng là vàng nha, 35.000 mấy chị ơi, rẻ quá trời không. Vàng 35 chốt đơn. Rồi nguyên một bộ có 35.000. Vàng 35 ok cho Nguyễn Trường An, vàng 35 cho Nguyễn Trường An này. Chị nào lấy vàng nữa mấy chị comment để giúp Hoàng là vàng 35 nha. Vàng này sale mấy chị 35.000. Vàng hình trái dâu nữa, nứt nách thiệt, có 35.000 bộ lộ nhúng à. Rồi, cái này mà chị nào càng ốm là mặt càng xinh nha. Rồi ở quần này, quần dài mà ống rộng vừa vừa này. Một sữa rửa mặt gạo, là sữa rửa mặt gạo á cho chị đi, chị like luôn. Rồi chị nào lấy vàng nữa chốt vàng nha. Với lại có hai bộ đỏ, có hai bộ đỏ sữa rửa mặt cám gạo này còn 6 tiếp, sale với chị là 29.000. Sữa rửa mặt cám gạo hàng của Thái Lan nha, sale 29.000 tiếp. Hàng đó là rửa không bao giờ chán luôn mấy chị, hàng đó là rửa không bao giờ chán luôn. Rồi chị nào lấy đỏ chốt Hoàng đỏ đi, dễ thương ha, đỏ này tay lỡ luôn má, tay lỡ phòng luôn nè, đúng ha. Thiệt chứ Dung mà không có bầu Dung mặc mấy bộ này người ta chảy nước miếng. Rồi chị nào lấy chốt lên giúp Hoàng, quá xuất sắc luôn nè. Màu đỏ 35.000 chốt đơn đi giúp Hoàng nha, đỏ 35 chốt đơn. Đỏ ok cho Lan Nguyễn nè, chị nào lấy đỏ này chốt đỏ, đỏ chỉ có hai bộ thôi, đỏ chỉ có hai bộ thôi. Màu cam đất, màu cam đất cũng được hai bộ luôn. Một sữa rửa mặt ok cho Thư Thư 6 tiếp lận, còn 4 tiếp lận chị nào muốn lấy thì chốt nha, hàng xã luôn 29.000. Hàng đó bây giờ mà về lô mới là giá mắc lắm. Rồi chị nào lấy cam đất mấy chị chốt Hoàng là cam đất nha. Rồi mấy chị ơi, bây giờ nhân viên nó hết giờ nó về, chị nào mình muốn mua nữa Hoàng chỉ có thể like cho mấy chị là mỹ phẩm thôi, gia dụng thôi, không like quần áo nữa. Giờ đóng cửa là tụi em về trước đây, chị sẽ like thêm xíu mà chị like mỹ phẩm gia dụng, phiếu chạy ra mai là sẽ, mai là nhân viên nó sẽ soạn cho mấy chị ha. Rồi giờ tụi em đóng cửa về. Thì mới đi tìm con chó đi, tao giữ nó cả buổi chiều mới thấy không, tao chở con Ri đi học, tao kêu nó muốn sạc cả mỏ, nó tính trốn chạy ra kia kìa. Đúng bỏ chó chị Dung, chị Dung đi về đi chứ. Ri đi qua bên kia tìm con Ri. Chị Dung đi tìm đi. Nó chắc là nó đi xuống phía dưới hay ở đâu đó chứ đâu. Rồi chị nào lấy chốt Hoàng là cam đất nha. Rồi bây giờ mình mấy chị muốn xả mỹ phẩm không, Hoàng sẽ like với chị mỹ phẩm thôi. Tại vì mỹ phẩm thì bây giờ Hoàng like, nhân viên mai nó soạn được. Còn quần áo thì bây giờ không có đứa nào bỏ phiếu cho Hoàng hết trơn á. Nhúng vàng cam đất ok Huỳnh Trương, nhúng vàng với cam đất ok cho Huỳnh Trương. Rồi ok, vàng với cam đất cho Huỳnh Trương ha. Rồi bây giờ Hoàng sẽ dẫn các chị tham quan cửa hàng mỹ phẩm và gia dụng. Hoàng sẽ like những cái đồ này. Nay có bánh gì không chị? Chưa có bánh gì luôn bà ơi. Bây giờ là Hoàng sẽ like thêm 10-15 phút nữa thôi. Nhưng mà chỉ là like bánh, đồ gia dụng hay là mỹ phẩm thôi.
vì cái hàng đó thì mai mấy đứa nó soạn cũng được, chứ còn quần áo là phải bỏ phiếu liền, không bỏ phiếu mai đâu biết mẫu gì đâu lấy, mai biết đường mẫu chi lấy. Ok chưa? Bây giờ mấy chị có muốn xem không thì Hoàng xả, còn không thì Hoàng nghỉ luôn. Mấy chị muốn xem thì Hoàng sẽ livestream xả, còn nếu như không thì Hoàng nghỉ luôn. À, cái cây đó là cây khóa son môi kìa. Rồi mấy chị có muốn xem không thì Hoàng like, còn không lên vài mẫu nữa đi chị. Mẫu gì bây giờ, mẫu gì đồ nhiều lắm, bánh thì chị không có, bánh thì chị không có, mà lên vài mẫu là mẫu gì bây giờ, chị có bắt buộc là bắt con gái nó làm thôi, chứ còn nhân viên là hết giờ làm việc rồi, tụi nó phải về bóc lột sức lao động. Nhúng vàng căm đất một lập thể nghe chị. Ok, lên đi, lên đi SH hả? Lên đi SH là sao em? Huyền Trân lên đi SH là sao? Thấy chị Dung, thấy con chó chị Dung, kêu đấy đi qua bên hàng xóm tìm nó ở đâu, bên đó chứ đâu, cái con đó chiều rồi nó toàn đi qua nhà hàng xóm không chứ đâu. Đi đây đi tìm chị Dung đi đây, con Milo mệt kinh, nó ăn rồi đi tìm nó hoài muốn xỉu luôn á. Rồi mấy chị, bây giờ mấy chị thôi mà chắc bây giờ em xuống livestream luôn quá, em mệt quá. Chắc sáng mai em like thêm like nữa quá. Những chị mà đang xem livestream á, mấy chị muốn mua thì sáng mai nha. Mình chị nào muốn chốt đơn thì báo nhân viên chốt, còn chị nào không muốn chốt đơn thì mình lựa thêm like nữa đi. Sáng mai Hoàng like đi, chứ giờ Hoàng đuối quá, nhân viên nó về hết rồi mình Hoàng bỏ phiếu cũng không được luôn. Phải để tụi nó về, chứ tụi nó làm từ 8 giờ sáng đến giờ rồi. Bye mấy chị nha. Mấy chị 8 giờ sáng mai hoặc 8 rưỡi đi. Chị nào mua không mua nữa thì Hoàng sẽ chốt đơn, chị nào mua nữa thì mình lựa thêm một like nữa đi ha. Còn chị nào không mua nữa mình chốt đơn, tại vì quần áo mẫu mới về quá trời luôn. Bây giờ mà like thì cũng làm gì mà like hết được. Muốn like là phải like suốt một buổi tối dài mới hết đồ được á. 5-6 ngàn đồ lận, cả kho đồ. Rồi bye bye mấy chị nha. Bye mấy chị. Rồi bây giờ xong nè. Con chó bắt tiêu rồi. Hả?